Chương 4032, Nháo Quỷ Bách binh đạo quân, từng từ tán kiếm vẫn vực chặn một ngọn núi trở về, kinh tuyệt vạn cổ, từ đó sau đó, này ngọn núi liền một mực ở lại Bách binh Sơn, quẩn dưỡng Bách binh Sơn một cái lại một thời đại. Không nói khoa trương chút nào, đối với Bách binh Sơn mà nói, cái này tọa theo tán kiếm vẫn vực giữa chặn thu hồi lại ngọn núi, có thể nói là Bách binh Sơn căn cơ, thậm chí ở đời sau có người từng nói, Bách binh Sơn hưng thịnh phùng vinh, sừng sững không ngã đều là xây dựng ở cái này một ngọn núi lên như vậy một ngọn núi đối với bách binh sơn mà nói đó thật là quá trọng yếu thậm chí sau bách binh sơn bất luận cái gì cũng trọng yếu công tử như vậy yêu cầu chỉ sợ ánh tuyết bất lực sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái lắc đầu nói rằng việc này là ánh tuyết không cách nào quyết định chỉ sợ bách binh sơn không có bất kỳ người nào có thể quyết định đối với bách binh sơn mà nói ngọn sơn phong này liền là căn cơ, bất luận là lúc nào, Bách Binh Sơn cũng không thể cầm ngọn sơn phong này để làm giao dịch. Tự lấy ngọn sơn phong này mà nói, đừng nói là hiện nay Bách Binh Sơn không người có thể quyết định, coi như là trăm nghìn vạn năm tới nay, chỉ sợ Bách Binh Sơn cũng không có ai có thể đối với chuyện này quyết định. Chỉ sợ là Bách Binh Sơn vị thứ hai đạo quân thần viên đạo quân, chỉ sợ cũng không có thể quyết định đem ngọn sơn phong này bán cho người khác, hoặc lấy ra cùng người khác làm giao dịch. Đối với Bách Binh Sơn mà nói, bất luận là người nào, nếu là cầm cái này ngọn núi cùng ngoại nhân làm giao dịch, đó chính là bằng khi sư diệt tổ, đó chính là bằng phản bội Bách Binh Sơn, chỉ sợ là sẽ bị ở vào cực hình. Cho nên nói, đối với sư ánh tuyết mà phương, quản chi nàng là Bách Binh Sơn trưởng môn, cũng giống vậy không thể cầm ngọn sơn phong này tới cùng lý thất dạ làm giao dịch, nếu không, Bách Binh Sơn đầu tiên liền không cho phép nàng. Như là nói như vậy, ta đây cũng là không thể ra sức lý thất dạ nở nụ cười lạnh nhạt nói các ngươi bách binh sơn có thể để cho ta coi trọng một chút vật chỉ sợ là không có gì đi sư ánh tuyết khá mong muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải không khỏi cười khổ một cái chỉ sợ là tại gặp lý thất dạ trước nàng đã là đầy bụng ngôn từ thế nhưng tại giờ này khác này nhưng cũng hết lần này tới lần khác không cần dùng mặc dù nói bọn họ bách binh sơn cũng là cùng loại môn phái truyền thừa cũng là đại hộ nhân gia muốn tiền có tiền muốn bảo vật có bảo vật có thể nói có rất ít bọn họ chỗ không trả nổi giá thế nhưng hiện ở trước mắt lý thất dạ bọn họ bách binh sơn chính là không trả nổi giá tiền tài bảo vật lý thất dạ cũng là xa xa tại bách binh sơn lên thậm chí không nói khoa trương chút nào cùng lý thất dạ như vậy đệ nhất thiên hạ phú hào so sánh với bọn họ bách binh sơn chẳng qua là bần cùng môn hộ mà thôi không đáng giá nhắc tới cho nên Bọn họ bách binh sơn có thể để cho lý thất dạ động tâm vật, chỉ sợ là lát đác không có mấy. Vào lúc này, sư ánh tuyết cũng không biết nên dùng cái dạng gì ngôn từ hoặc nên dùng đồ vật như thế nào đi đã động lý thất dạ. Dù sao lý thất dạ quá có nhiều, sư ánh tuyết càng nghĩ, nàng cũng không nghĩ ra lấy bảo vật gì, hoặc điều kiện ra sao có thể để cho lý thất dạ là tim đập thình thịch. Công tử, ngươi không ngại nghe ánh tuyết trưởng môn nói một chút bách binh sơn tình huống nha tại sư ánh tuyết không biết nên như thế nào tìm từ không biết nên như thế nào đã động lý thất dạ lúc ở bên cạnh hứa dịch vân vội vàng làm mở miệng giúp sư ánh tuyết giúp một tay đã dịch vân cũng giúp ngươi nói chuyện hãy nói một chút đi lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười sư ánh tuyết thật sâu hít thở một cái khí từ từ nói chúng ta bách binh sơn gặp quỷ không đúng phải nói là nháo quỷ nháo quỷ nghe được sư ánh tuyết nói như vậy liền hứa dịch vân cũng không khỏi ngẩn ra. Nếu như là có người ngoài ở tại, vậy nhất định cho rằng sư ánh tuyết lời này là nói đùa, hơn nữa còn là làm cho người ta không cách nào tin nổi vui đùa. Tu sĩ, là như thế nào tồn tại? Đi ngược lên trời, tu đạo chứng ta. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, thế gian chỗ nào có quỷ, tối đa cũng chính là oan hồn mà thôi, thậm chí không nói khoa trương chút nào, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ tin tưởng thế gian này có quỷ đi. Đặc biệt cường đại như sư ánh tuyết bọn họ nhân vật như vậy. Chỉ sợ ở trong lòng càng không tin trên thế giới này là có quỷ, bọn họ tối đa cho rằng chẳng qua là oán niệm oan hồn mà thôi. Thế nhưng, hiện tại sư ánh tuyết lại cứ nói ra bọn họ bách binh sơn nháo quỷ, sư ánh tuyết thế nhưng 10 điểm có phân lượng tồn tại, là kiếm châu sáu hoàng một trong, bách binh sơn trưởng môn, làm thực lực mạnh mẽ đại nhân vật, nàng dĩ nhiên cho rằng là có chuyện ma quái, xảy ra chuyện như vậy, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Bách Binh Sơn sẽ chuyện ma quái. Nói ra nói như vậy, liền hứa dịch vân chính nàng đều không phải là rất tin tưởng. Nếu quả như thật muốn nói chuyện ma quái, dầu gì cũng là hoang giao giả ngoại, hoặc là loạn phần cương chỗ như vậy, Bách Binh Sơn là như thế nào chỗ? Kiếm Châu cùng loại môn phái, đệ tử trong môn phái thực lực cường hãn, càng chưa nói những thứ kia đại giáo lão tổ nhân vật như vậy ở nơi như thế này tại cái gì người xem ra phát cũng là không thể nào chuyện ma quái hơn nữa rất nhiều tu sĩ cường giả sẽ không tin tưởng thế gian này có quỷ coi như là tin tưởng thế gian này có quỷ thế nhưng đối với bọn hắn mà nói dường như bách binh sơn như vậy nhân vật mạnh mẽ ở nơi như thế này chuyện ma quái đây không phải là chán sống a à. chỉ sợ là cường đại trở lại quỷ cũng sẽ bị bách binh sơn cường giả lão tổ chém rớt. thế nhưng hiện tại lời này là do bách binh sơn trưởng môn sư ánh tuyết chính mộng nói ra, vậy lộ ra bất giả. thiên chân vạn sát sự tình. sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái, nói rằng việc này phát sinh cũng không tính lâu, cũng là gần nhất phát sinh. mỗi khi vào đêm lúc chúng ta bách binh sơn đều có người thất tung. có người thất tung. hứa dịch vân không khỏi ngẩn ra, nói rằng chẳng lẽ là có người đánh lén Bách Binh Sơn? Giúp đi Bách Binh Sơn đệ tử hoặc là hủy thi diệt tích. Nhưng, hứa dịch vân lại cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Thử nghĩ một hồi, Bách Binh Sơn là cỡ nào cường đại, phòng ngự là cỡ nào xâm nghiêm, nếu là có người có thể vô thanh vô tức đánh lén Bách Binh Sơn, thậm chí là diệt Bách Binh Sơn đệ tử, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện lời, vậy người này là cỡ nào cường đại? Cũng không phải, sư ánh tuyết khe khẽ lắc đầu, nói rằng những thứ này mất tích đệ tử thường thường đêm đó thất tung ngày thứ hai lại đã trở về những thứ này mất tích đệ tử bao gồm chúng ta bách binh sơn đệ tử bình thường cùng tông môn lão tổ nói đến đây sự ánh tuyết dừng một chút thật sâu hít thở một cái khí từ từ nói hơn nữa những thứ này mất tích đệ tử không có một cái nào là tử vong có như thế thái quá thất tung án kiện hứa dịch vân cũng kỳ quái sư ánh tuyết cười khổ một cái nói rằng kỳ quái liền kỳ quái tại đây trong theo còn sống trở về đệ tử nói bọn họ cũng là đột nhiên mất đi tri giác ngày thứ hai liền trân nơi nằm ở bên ngoài toàn thân cao thấp vật sở hữu đều không thấy bị người cướp đoạt hứa dịch vân thốt ra nàng ý nghĩ đầu tiên chính là cướp đoạt nói cách khác còn có thể làm gì nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không hợp lý có ai có khả năng kia tại Bách Binh Sơn cướp đoạt cũng sẽ không bị người phát hiện. Thật có thực lực này tồn tại. Chỉ sợ khinh thường núp trong bóng tối cướp đoạt đi. Cái này, nói không chính xác. Sư Ánh Tuyết trầm ngâm một chút, nói rằng, có một vị thực lực cường đại lão tổ cũng có như vậy kinh lịch, nhưng, hắn tại mất đi tri giác trong, hắn đột nhiên cảm giác có cái gì trong nháy mắt đem hắn nuốt vào bụng trong giống nhau, hắn không kịp phản kháng, liền thoáng cái mất đi tri giác nói đến đây sư ánh tuyết cũng không khỏi cười khổ một cái việc này đối với nàng mà nói đối với bách binh sơn mà nói vậy cũng là thật sự là thật là quỷ dị có quái vật hứa dịch vân ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến quái vật nhưng như vậy là như thế nào quái vật đây hay hoặc là thật là nháo quỷ đây không biết kinh lịch mất tích bất kỳ đệ tử cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không có thấy rõ ràng địch nhân là bộ dáng gì sư ánh tuyết không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu chuyện này mặc dù không có truyền đi thế nhưng tại bách binh sơn nội bộ đã là huyên náo phí phí dương dương bách binh sơn đệ tử bất luận là đệ tử bình thường còn là cường đại lão tổ tại mỗi đêm vào đêm lúc cũng có thể đột nhiên thất tung ngày thứ hai liền toàn thân trơ trụi mà xuất hiện ở chỗ ấy bách binh sơn trên dưới cũng đều đem toàn bộ tông môn tìm khắp thế nhưng đều tìm không ra dấu vết nào Bách Binh Sơn chư vị lão tổ thôi trắc qua các loại khả năng, thế nhưng, mỗi một loại khả năng cũng giải thích không được chuyện này. Tông môn nội tất cả mọi người không hiểu, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí Bách Binh Sơn nội bộ đem phòng ngự cảnh giới nhắc tới cấp bậc cao nhất, có số lớn đệ tử trưởng lão triệt để tuần tra phòng bị, thế nhưng, chuyện như vậy vẫn như cũ sẽ phát sinh. Cái này đem Bách Binh Sơn trên dưới làm sợ nổi da gà, nếu như nói là địch nhân, bất luận là cỡ nào cường đại mọi người ít nhất còn có thể nhìn thấy địch nhân dáng dấp ra sao ít nhất còn biết địch nhân là người nào thế nhưng từ chuyện này phát sinh tới nay tất cả mọi người không nhìn thấy địch nhân là người nào hoặc nói là vật gì đối với phát sinh tất cả mọi người đều là hoàn toàn không biết gì cả bách binh sơn trên dưới duy nhất có thể biết chính là bọn họ cũng có thể sẽ đột nhiên thất tung sau đó ngày thứ hai liền trân nơi xuất hiện hơn nữa bọn họ nhìn không thấy bất cứ địch nhân nào thậm chí nói không rõ ràng phát sinh như thế nào sự tình cũng chính bởi vì vậy bách binh sơn trên dưới không ít người đều cho rằng bọn họ tông môn nháo quỷ đối với nghịch thiên tu hành tu sĩ cường giả mà nói chuyện ma quái như vậy thuyết pháp đó thật là hoang đường buồn cười thế nhưng cái này lại cứ phát sinh ở bọn họ bách binh sơn hơn nữa bọn họ trăm mối không hiểu được chính là sự tình này thật sự là quá bất hợp lý thật là quỷ dị Cảnh này khiến Sư Ánh Tuyết không thể không hướng lý thất dạ cầu cứu. Đây là trò đùa dai a. À? Hứa Dịch Vân cũng không khỏi trầm ngâm nói, lại không giống. Nếu là trò đùa dai, vậy là ai tại trò đùa dai đây? Sư Ánh Tuyết cười khổ nói rằng, trên thực tế, bọn họ Bách Binh Sơn đã đoán loại khả năng này, thế nhưng, người nào có thực lực như vậy làm được như vậy trò đùa dai đây? Dù sao liền bọn họ bách binh sơn cường đại lão tổ cũng từng thất tung qua. Nếu là có thể làm được như vậy trình độ người, phóng nhãn toàn bộ kiếm châu, chỉ sợ không có mấy người. Công tử là thế nào nhìn? Lúc này hứa dịch vân nhìn vẫn không có mở ra miệng lý thất dạ, hứa dịch vân vậy cũng là trợ sư ánh tuyết giúp một tay. Chương 4033, ngươi có cái gì cho ta đây? Lúc này, sư ánh tuyết nhìn lý thất dạ, đối với nàng mà nói, coi như là không mời nổi lý thất dạ, nhưng, nàng muốn nghe một chút lý thất dạ cao kiến. Ta có thể có ý kiến gì không? Lý thất dạ nở nụ cười, nói rằng, có một số việc, chỉ có tận mắt, tự mình đã trải qua, mới biết được nên như thế nào giải quyết. Công tử khẳng định biết một chút. Hứa dịch vân cười duyên một tiếng, có điểm nũng nịu dáng dấp, nói rằng, tin tưởng chuyện như vậy, nhất định là khó không được công tử. Hứa dịch vân đây cũng là tận lực đi trợ giúp sư ánh tuyết. Nàng từng bị sư ánh tuyết ân huệ, có thể nói, hiện tại đủ khả năng bên trong, nàng cũng là trợ sư ánh tuyết giúp một tay. Cái này nha. Lý thất giả sờ soạn một cái ba, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ từ nói, đây chính là hiếm thấy sự tình, đem các ngươi cũng ăn đi, rồi lại nhổ ra, đây là mưu đồ gì đây? Cái này, chúng ta không được biết sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái thất tung qua các đệ tử bao gồm lão tổ nhóm cũng đều nói không nên lời một cái như thế về sau cho nên bách binh sơn chư vị lão tổ thảo luận sau đó cũng giống vậy là thúc thủ lúng cúng trên thực tế trước đó sư ánh tuyết cùng bách binh sơn chư vị trưởng lão cũng đều từng đã nếm thử các loại thủ đoạn, nhưng đều là không làm nên chuyện gì này phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh bất luận là thế nào phòng ngự, như thế nào đề phòng, như thế nào thủ đoạn, toàn bộ đều vô dụng. Chúng ta cũng từng nếm thử truy tung qua, thế nhưng, không thu hoạch được gì, không biết đây tột cùng là vật gì. Sư Ánh Tuyết cũng không giấu giếm, bọn họ từng sử dụng tới thủ đoạn, từng sử dụng tới phương pháp, đều nhất nhất nói cho Lý Thất Dạ. Đây chính là có chút ý nghĩa. Lý Thất Dạ gật đầu cười. Sờ lên cầm, nói rằng, đây là nhất định có mưu đồ gặp lý thất giả dạ có hứng thú sư ánh tuyết cũng không khỏi tinh thần tới vội vàng là hỏi nói công tử cho rằng đây tột cùng là vật gì đây đây cũng đến tột cùng là gì đồ đây cái này cũng không biết lý thất giả dạ nở nụ cười buông tay thản nhiên nói rồi hãy nói nha thiên hạ không có cơm trưa miễn phí tính là ta biết này như thế nào giải quyết vậy cũng nhất định là cần thù lao sư ánh tuyết thật sâu hít thở một cái khí đón nhận lý thất giả ánh mắt từ từ nói ngoại trừ ngọn núi kia ở ngoài công tử còn có cần gì cầu chỉ cần ta có thể làm được vậy nhất định hết cố gắng lớn nhất thỏa mãn công tử lý thất giả như vậy thần thái sư ánh tuyết thấy được một phần hy vọng mặc dù nói lý thất giả chưa nói ra cái gì phương pháp giải quyết cũng chưa từng hướng nàng làm ra cái gì bảo chứng nhưng trực giác để cho nàng tin tưởng lý thất giả nhất định có thể làm được trên thực tế, đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp lại, trước đó, hai bên đều chưa từng quen biết, hai bên cũng chưa từng lý giải, nhưng, tín nhiệm chính là chuyện rất kỳ quái, giờ này khắc này, sự ánh tuyết chính là tin tưởng lý thất giả có năng lực này giải quyết chuyện này. Như vậy tín nhiệm, không có bất kỳ lý do gì, chỉ có thể nói là một loại trực giác, một loại thuộc về trực giác của nữ nhân đi, nghe tự hồ là rất thái quá, nhưng, sự ánh tuyết nhưng đối trực giác của mình rất xác định nếu như nói, có tông sư cái khác lão tổ ở đây, nhất định sẽ không đồng ý như vậy trực giác, thế nhưng, lúc này nếu là sư ánh tuyết chính nạn có thể quyết định lời, vậy nhất định phải cố gắng đem lý thất giả dạ lấy tranh đến. Cái này nha. Lý thất giả dạ sờ sờ cầm, trầm ngâm nói, các ngươi bách binh sơn tuy rằng được xưng có bách binh, ta tin tưởng, các ngươi trong bảo khố bảo vật cũng không thiếu nhưng. Có thể vào ta pháp nhãn, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra một cái. Lý thất giả nói như vậy, để sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái, người khác nói ra nói như vậy, hoặc tính toán là cùng vọng tự đại, dù sao, bọn họ bách binh sơn bảo khố nội tình chính là mười điếm dọa người, có không ít cường đại vô cùng vũ khí. Nhưng, vậy chỉ có thể là đối với người khác mà nói, đối với lý thất giả như vậy để nhất thiên hạ phú hào mà nói, chỉ sợ bọn họ bách binh sơn bảo khố, căn bản là không pháp nhãn hắn, thậm chí bọn họ độ cất giữ trong mắt hắn có thể có vẻ hơi mộc mạc có thể chẳng qua là một đống đồng nát sắc vụn mà thôi. Công tử Phú Giáp Thiên Hạ, chúng ta bách binh sơn không vào công tử Pháp Nhãn, đó cũng là có thể hiểu được. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, có chút cay đắng. Bọn họ bách binh sơn, chính là hiện nay cùng loại môn phái, nàng rất ít như vậy cầu người, nhưng, tại lúc này, nàng lại không thể không cầu lý thất dạ. Bọn họ bên trong tông môn chuyện xảy ra, để cho bọn họ thúc thủ lúng cuốn, có thể lý thất dạ có thể sẽ là bọn hắn hy vọng duy nhất bọn họ bách binh sơn cũng không biết chuyện này sau khi phát sinh sẽ có thế nào nhóm hậu quả mặc dù nói cho tới bây giờ bọn họ bách binh sơn không có bao nhiêu tổn thất coi như là mất tích đệ tử cũng đều còn sống trở về vậy cũng chỉ là mất một phần vật mà thôi tạm thời mà nói không có bao nhiêu bị thương cùng tổn thất thế nhưng sự ánh tuyết cũng không biết tương lai sẽ như thế nào xảy ra chuyện như vậy có thể hay không đem bọn họ bách binh sơn đẩy hướng vực sâu hủy diệt, huống chi, mỗi ngày đều có người thất tung, nếu là không giải quyết, chỉ sợ cũng sẽ để bên trong tông môn đệ tử là lòng người bàn hoàng. Không phải là không có. Lý thất giả sờ soạn một cái ba. Vừa cười vừa nói. Lý thất giả nói như vậy, để sư ánh tuyết không khỏi là vui mừng, nhìn lý thất giả, nói rằng, công tử mời tới nghe một chút. Ánh tuyết như có thể làm được, nhất định vâng theo cũng không khó. Lý thất dạ vừa cười vừa nói, đem ngươi cầm cố cho ta đi. Lý thất dạ như vậy hời hợt lời vừa nói ra, để sư ánh tuyết không khỏi là một trong giật mình, hơi đỏ mặt, thần thái có chút lúng túng. Sư ánh tuyết, bách binh sơn trưởng môn, kiếm châu sáu hoàng một trong, chính là hiện nay kiếm châu khó gặp cường giả, bất luận là loại nào thân phận, đều là lộ ra cao quý, đủ để xưng bá nhất phương. Có thể nói là mười điểm hiển hách tồn tại. Lý thất giả nói như vậy, đối với bao nhiêu người mà nói, vậy cũng là một loại nhục nhã, thử nghĩ một hồi, cường đại như Bách Binh Sơn như vậy truyền thừa, nếu như nói, đem bọn họ trưởng môn cầm cố cho Lý thất giả, chuyện này sẽ là như thế nào khái niệm? Cái này nào chỉ là nhục nhã có sư ánh tuyết, đây cũng là làm nhục Bách Binh Sơn, nếu là Bách Binh Sơn đệ tử nghe được Lý thất giả nói như vậy, nhất định sẽ hướng Lý thất giả liều mạng. Công tử, người đây là muốn làm khó sư trưởng môn hứa dịch vân nghe được nói như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng mà dậm chân một cái nói rằng công tử bên cạnh cũng không thiếu như thế một mỹ nữ nha hứa dịch vân lời này coi như là vừa đúng vậy cũng là là sư ánh tuyết giải vây sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái đổi lại là đừng nữ tử nghe được lý thất giả dạ nói như vậy nhất định sẽ cho rằng lý thất giả dạ đây là có ý khinh bạc tự mình có ý định nhục nhã tự mình thế nhưng sư ánh tuyết phục hồi tinh thần lại tinh tế thưởng thức một cái, cũng không thấy đến lý thất dạ là ở nhục nhã tự mình hoặc là khinh bạc tự mình, tự hồ, chuyện như vậy, đối với lý thất dạ mà nói là không thể bình thường hơn được. Càng sâu người, tự hồ lý thất dạ có thể coi trọng nàng, là của nàng một loại vinh hạnh. Công tử nâng đỡ, là ánh tuyết vinh hạnh. Sư ánh tuyết thật sâu hít thở một cái khí, từ từ nói, chỉ là, ánh tuyết là gánh vác bách binh sơn, ánh tuyết thân này, cũng không có thể từ ta một mình quyết định, chỉ sợ ta cũng khó tại đáp ứng công tử lý thất già dạ không tức giận nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng người có thể suy nghĩ một chút ta không nóng nảy đương nhiên ta là ưa thích người thông minh dù sao đầu năm nay người thông minh không nhiều lắm sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái không biết nên trả lời như thế nào lý thất già dạ mới tốt công tử đã cho sư trưởng môn suy nghĩ một chút công tử kia có muốn hay không đi bách binh sơn đi một chút đây hứa dịch vân tú mục vừa chuyển nói rằng công tử ngày gần đây lúc đó chẳng phải tỉnh mà tư động a à. này đi bách binh sơn làm làm khách như thế nào đây hứa dịch vân cái này có thể nói là tận lực vì giúp đỡ sư ánh tuyết nàng cũng là hết năng lực lớn nhất hứa dịch vân nói như vậy để sư ánh tuyết ném đi ánh mắt cảm kích ngươi nha đầu kia không phải là muốn kéo ta xuống nước a à. lý thất dạ không khỏi cười lắc đầu nói rằng tâm tư của ngươi ta hiểu hứa dịch vân cũng không che giấu quăng mình một chút đuôi ngựa nói rằng công tử ý chí thiên hạ định nhất định sẽ có là ta chỉ nói là ra công tử tiếng lòng mà thôi được rồi không muốn cho ta lời tân bốc lý thất giả nở nụ cười lắc đầu sau đó nhìn sư ánh tuyết nói rằng cũng được ta vừa đúng hai bên buồn chán đi các ngươi bách binh sơn đi một chút cũng tốt giải sâu một chút cũng được còn như thế nào tình huống có cho hay không các ngươi bách binh sơn giải buồn vậy nhìn ngươi. Đa tạ công tử. Nghe được lý thất dạ dĩ nhiên đáp ứng rồi, sư ánh tuyết là đại hỷ, thật sâu không người cúi đầu, nói rằng công tử lập lập chúng ta bách binh sơn. Khiến cho chúng ta bách binh sơn vẽ vang cho kẻ hèn này, này là chúng ta bách binh sơn vinh hạnh. Đối với sư ánh tuyết mà nói, chỉ cần lý thất dạ nguyện ý đi bọn họ bách binh sơn đi một chút, cái này ý nghĩa đối với bọn hắn bách binh sơn là một cái cơ hội chỉ cần lý thất dạ tại bách binh sơn ít nhất còn có thể thấy hy vọng sư ánh tuyết bái hết hướng hứa dịch vân ném đi ánh mắt cảm kích hướng hứa dịch vân không không thân đến nỗi lòng biết ơn dù sao không phải là hứa dịch vân xuất thủ tương trợ chỉ bằng nàng cũng là không mời nổi lý thất dạ ta là công tử chuẩn bị gặp lý thất dạ đáp ứng đi bách binh sơn hứa dịch vân cũng là thay sư ánh tuyết vui vẻ vội vàng nói là nói ta để nhóm bọn nha đầu bồi công tử đi, dọc theo đường đi đem công tử hầu hạ tốt. Không cần. Lý thất dạ nhẹ nhàng xua tay, nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, ta cũng liền tùy tiện đi một chút, mang theo ninh trúc là có thế, các ngươi cũng tạm ở lại nơi này đi. Lý thất dạ chỉ đem ninh trúc công chúa đi, cũng để cho hứa dịch vân không khỏi là một trong giật mình, nói rằng, công tử không mang theo lục khỉ tỷ tỷ đi không. Nàng nhận thức lý thất dạ tới nay, Lục khỉ cũng một mực đứng ở lý thất dạ bên cạnh, một tấc cũng không rời. Chưa bao giờ từng rời đi, lúc này đây lý thất dạ dĩ nhiên không mang theo lục khỉ đi, để hứa dịch vân mười điếm ngoài ý muốn. Để cho nàng trở về một chuyến đi, gặp nàng một chút chủ thượng. Lý thất dạ lạnh nhạt nói. Được rồi, ta để ninh trúc tỷ tỷ thu thập một chút. Hứa dịch vân cũng chưa từng hỏi nhiều. Trên thực tế, tuy rằng nàng đi theo lý thất dạ vài ngày rồi, thế nhưng, lục khỉ cho tới bây giờ không từng nói qua lai lịch của nàng, cũng càng không đề cập qua nàng tông môn cùng chủ thượng. Nhưng, hứa dịch vân rõ ràng, lục khỉ sau lưng chủ thượng, đó nhất định là mười điếm kinh thiên không được tồn tại. Chương 4034, Bách Binh Sơn Bách Binh Sơn, một môn sông đạo quân, chế tại Bách Binh đạo quân Tây, trung hưng tại thần viên đạo quân. Tại Kiếm Châu, chính là lấy kiếm đạo xưng bá, Kiếm Châu tông môn truyền thừa, 89 phần 10 cũng lấy kiếm đạo mà dương danh thiên hạ, còn lại đạo môn mặc dù là có, nhưng cái khó tại xưng bá nhất phương. Mà Bách Binh Sơn nhưng là riêng một ngọn cờ, tại lấy kiếm đạo vi tôn Kiếm Châu, nó nhưng thiên không luyện kiếm. Bách Binh Sơn được xưng tinh thông Bách Binh, lấy các pháp tu đạo, có vô song đao pháp, lại cùng bá chủ Y pháp, cũng có lăng thiên thuật bắn súng. Có thể nói Bách Binh Sơn từng lấy đủ loại đại đạo dương danh thiên hạ, từng là kinh tuyệt một cái lại một thời đại. Thế nhưng, Bách Binh Sơn có trăm pháp nghìn đạo, nhưng béo phệ là không có kiếm đạo. Bách Binh đạo quân, đương nhiên là bực nào rực rỡ, tin Bách Binh, tu sĩ trăm đạo, vạn cổ tới nay, để bao nhiêu đạo quân là ảm đạm phai mờ. Đã nói, Bách Binh đạo quân tin thông Bách Binh, tu hữu trăm đạo, vì sao lại cứ thiếu duy nhất kiếm đạo đây? Dù sao, kiếm châu chính là lấy kiếm đạo vi tôn, lấy bách binh đạo quân kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại, không có khả năng nói tu luyện không xuất kiếm đạo thậm chí ở đời sau. Rất nhiều người đều cho rằng, lấy bách binh đạo quân kinh tài tuyệt diễm, nếu là hắn tin tu kiếm đạo, nói không chừng bách binh sơn cũng là lấy kiếm đạo xưng bá thiên hạ. Nhưng mà, bách binh đạo quân tin bách binh, tu sĩ trăm đạo lại cứ không tu kiếm đạo, đây cũng là để người hậu thế không hiểu kỳ diệu, cũng không hiểu vì sao bách binh đạo quân nhưng duy chỉ có không chọn kiếm đạo đối với bách binh đạo quân vì sao duy chỉ có không tu kiếm đạo vấn đề này cũng từng bị thảo luận một cái lại một thời đại làm cho tại kiếm châu lưu truyền một cái lại một cái thuyết pháp các loại thuyết pháp ly kỳ cổ quái như thế nào đều có có truyền thuyết cho rằng bách binh đạo quân còn trẻ lúc từng bị kiếm đạo cường giả khi dễ qua cho nên hắn đối kiếm đạo có cừu hận cũng có truyền thuyết cho rằng bách binh đạo quân từng có một người chưa lập gia đình thê thế nhưng cuối cùng lại bị một vị kiếm đạo thiên tài cướp đi cho nên bách binh đạo quân phát thể suốt đời muốn cùng kiếm đạo là địch suốt đời muốn áp chế kiếm đạo có một loại thuyết pháp lại cho rằng bách binh đạo quân thiên phú quá cao quá kinh tài tuyệt diễm có độc nhất vô nhị truy cầu tại hắn chỗ ra đời niên đại kiếm châu lấy kiếm đạo vi tôn bách binh đạo quân xem thường muốn nhảy ra tiền nhân cách cũ cho nên hắn suốt đời tin bách binh tu sĩ trăm đạo lại cứ không tu kiếm đạo hắn chính là cái kia độc nhất vô nhị tồn tại liên quan tới bách binh đạo quân vì sao duy chỉ có không tu kiếm đạo vấn đề này mặc dù có đủ loại truyền thuyết nhưng không có một loại truyền thuyết đạt được qua bách binh đạo quân trả lời cho nên trăm nghìn vạn năm tới nay vấn đề này cũng trở thành bí ẩn chưa có lời đáp hơn nữa đủ loại nghe đồn cũng không thấy đáng tin cậy nói chung người đời sau đều biết trước đạo bách binh đạo quân tin bách binh chính là duy chỉ có không tin kiếm đạo cứ việc bách binh sơn chính là một môn sông đạo quân thế nhưng bách binh sơn thực lực rất cường đại so sánh với thiện kiếm tông chiến kiếm đàn tràng như vậy một môn ba đạo quân truyền thừa mà nói chưa chắc sẽ yếu bách binh sơn chính là tọa lạc ở trong quần sơn xa xa nhìn lại toàn bộ bách binh sơn liền tự như là có trăm ngọn núi vây quanh giống như vậy hơn nữa mỗi một ngọn núi hình thành không đồng nhất có kỳ hiểm vô cùng đỉnh cao, giống là một cây trường thương cắm thẳng vào tại phía chân trời, cũng có rất nặng vô cùng tự nhạt Tự như là một thanh tám lăng phương gõ thông thường đặt ở chỗ ấy, cũng có vách đá dài lĩnh nằm, hình như là một thanh thần đao thông thường để ngang đại trên mặt đất. Bách Binh Sơn, từ xa nhìn lại, mỗi một ngọn núi giống như là một món binh khí giống nhau, hết sức kỳ diệu, để cho người ta đứng xem cũng không khỏi là sợ hãi thang. Nhưng, thấy lại đổi xa một chút, tại đây trăm tòa trên ngọn núi, chính là mây khóa sương mù lượn quanh, tại trong mây mù mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi, cái này một ngọn núi cũng chưa chắc bao lớn, nó thoạt nhìn càng giống như là trong mây một chiếc thuyền con. Chính là như vậy một ngọn núi, nó thường thường chấp động nhàn nhạt sáng bóng, hình như là ẩn chứa cái dạng gì bảo vật giống nhau. Bách Binh Sơn có thiên sơn vạn lĩnh, mà một tòa tại trong mây mù ngọn núi, chẳng qua là trong biển mây một chiếc thuyền con, so với thiên sơn vạn lĩnh nó là rất nhỏ mọn nhiều, thế nhưng, chính là chỗ này a một tòa núi nhỏ ngọn núi, nó lại giống như là bao trùm tại Bách Binh Sơn tất cả núi cao lên, tự hồ, nó mới là toàn bộ Bách Binh Sơn ngọn núi cao nhất, bất luận là cao vóc thiên kỳ phong, mang là nguyên nga bàn bạc cự nhạc, hay hoặc giả là thần kỳ vô cùng thúy sơn. Cùng cái này một tòa núi nhỏ ngọn núi so sánh với, cũng lộ ra muốn thấp nửa cái đầu, cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Tự hồ, cái này một tòa núi nhỏ ngọn núi mới là vạn ngọn núi đứng đầu bách binh sơn trăm nghìn vạn tòa ngọn núi đều muốn nằm sắp bái vây quanh cái này một ngọn núi cái này một ngọn núi thật sự của nó là bách binh sơn trọng yếu vô cùng ngọn núi thậm chí là bách binh sơn căng cơ cái này một ngọn núi chính là từ bách binh đạo quân theo tán kiếm vẫn vượt trong chặng trở về này tòa đỉnh núi lý thất giả theo sư ánh tuyết đến đây bách binh sơn ngoại trừ ninh trúc công chúa ở ngoài những người khác lý thất dạ cũng không mang, xem người áo xám a chí, xích sát quân vương vân vân, bọn họ toàn bộ cũng lưu tại bách hiểu cố hương. Làm lý thất dạ bọn họ đi tới bách binh sơn ở ngoài lúc, cũng không khỏi dừng bước xem, trông về phía xa bách binh sơn. Bách binh sơn, còn là như vậy tráng lệ. Xa xa nhìn bách binh sơn, chính là đi theo lý thất dạ mà đến ninh trúc công chúa cũng không khỏi nhẹ nhàng mà cảm thán một tiếng. Ninh Trúc Công Chúa, nàng là một kiếm thánh quốc công chúa nàng từng tới bách binh sơn nhưng hiện tại trở lại bách binh sơn nàng ức trải qua không phải là một kiếm thánh quốc công chúa điện hạ điện hạ lần trước tới bách binh sơn đã là mấy năm trước sư ánh tuyết gật đầu nói ninh trúc công chúa lắc đầu nói rằng trưởng môn gọi ta ninh trúc là được ta đã cũng không một kiếm thánh quốc công chúa điện hạ không dám lại lấy một kiếm thánh quốc tên sư ánh tuyết nhìn một chút ninh trúc công chúa cũng không khỏi ngắm Lý Thất Dạ một cái, nàng không nói cái gì, liên quan tới Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ đổ ước, nàng cũng có nghe thấy. Đường đường công chúa Điện Hạ, cuối cùng trở thành Lý Thất Dạ nha hoàng, chuyện như vậy, nếu là ở ngoại nhân xem ra, đó là một loại sa đọa. Thế nhưng, sự ánh tuyết nhưng cũng không cho là như vậy, đương nhiên, chuyện như vậy, nàng bất tiện đi lời một hai. Ngọn núi kia không sai. Lý thất Dạ vừa nhìn Bách Binh Sơn lúc, ánh mắt liền rơi vào trăm trên đỉnh tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, này tòa đỉnh núi, liền là chúng ta thủy tổ bách binh đạo quân theo tán kiếm vẫn vực trong chặng trở về ngọn núi, này là chúng ta bách binh sơn căn cơ, bách binh sơn tại, nó liền tại, cho nên, bất luận kẻ nào cũng không thể cầm cái này một ngọn núi tới làm giao dịch. Sư ánh tuyết đương nhiên biết lý thất dạ muốn ngọn sơn phong này cho nên hắn nói rõ. Trên thực tế, cũng là như vậy, tính là sư ánh tuyết nguyện ý cùng lý thất dạ làm giao dịch, nhưng, ngọn sơn phong này, cũng không phải nàng vị này trưởng môn nhân có thể làm được chủ. Trên thực tế, cái này một ngọn núi, ở tại bọn hắn Bách Binh Sơn không có bất kỳ người nào có thể làm được chủ. Lý thất dạ nở nụ cười, đương nhiên minh bạch sư ánh tuyết ý tứ, hắn cũng không có đi cưỡng cầu, hắn chỉ là nhìn cái này một ngọn núi một cái, tùy theo, ánh mắt của hắn rơi vào bách binh sơn bên tại bách binh sơn bên chính là một mảnh bình nguyên so sánh với bách binh sơn bàn bạc đồ sộ kỳ phong hay thạch mà nói ở bên cạnh đại địa liền lộ ra đơn điệu rất nhiều cái này một mảnh bình nguyên thoạt nhìn hơi hoang vắng là địa phương nào lý thất dại nhìn bách binh sơn bên bình nguyên nói rằng cũng thuộc về cho ngươi nhóm bách binh sơn hồi công tử lời sư ánh tuyết cũng không khỏi hướng cái hướng kia nhìn lại nói rằng, chỗ ấy, nên tính là đường nguyên đi, coi như là tại chúng ta bách binh sơn quảng hạt xuống. Vùng bình nguyên kia, trước đây cũng là thuộc về đường gia một bộ phận, sau lại, nhét vào chúng ta bách binh sơn quảng hạt bên trong. Sư ánh tuyết cũng không khỏi là hiếu kỳ. Vì sao lý thất giả dạ đột nhiên đối mảnh đất này có hứng thú đây, mặc dù nói, cái này một mảnh bình nguyên theo sát bọn họ bách binh sơn, hiện tại ở tại bọn hắn bách binh sơn quảng hạt, nhưng Bách binh sơn đối với cái này một khu vực không bao nhiêu hứng thú, bởi vì mảnh đất này hiện tại rất hoang vắng. ở tại bọn hắn Bách binh sơn trong mắt xem như là càng cổi thổ địa. Bách binh sơn quản hạt lãnh thổ rất rộng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả lãnh thổ đều là thuộc về bọn họ Bách binh sơn. Trước mắt mảnh này hoang vắng bình nguyên liền là như thế. Nó tuy rằng ở tại bọn hắn Bách binh sơn quản hạt, nhưng mảnh đất này còn là thuộc về đường gia. Đường gia tổ tiên từng là một vị rất truyền kỳ nhân vật. Sư Ánh Tuyết không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ, nói rằng, chỉ là sau lại suy sụp, bây giờ đường gia, hẳn là là người đèn mỏng manh đi. Nói đến chuyện như vậy, Sư Ánh Tuyết cũng không chắc chắn lắm, bởi vì đối với bọn hắn Bách Binh Sơn mà nói, hôm nay đường gia đã sớm là xuống dốc, người của đường gia muốn gặp nạn vị này trưởng môn, cũng là chuyện không thể nào đường gia cũng từng muốn đem gia tộc bọn họ thổ địa cùng tất cả sản nghiệp đóng gói bán cho bách binh sơn thế nhưng bách binh sơn không có hứng thú gì cũng chính bởi vì chuyện này sư ánh tuyết mới có thể đối đường gia có chút ấn tượng nếu không đường gia như vậy tiểu môn tiểu phái căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở sư ánh tuyết nhật trình trong nguyên lai là như vậy lý thất giả dạ nở nụ cười sư ánh tuyết kỳ quái vì sao Lý Thất Giả đối nơi này đột nhiên có hứng thú, nhưng, nàng không có lại truy vấn, dẫn dắt Lý Thất Giả tiến nhập Bách Binh Sơn. Tại rất rộng trong phạm vi, đều là Bách Binh Sơn quản lý hạt lãnh thổ, cho nên, còn chưa tiến nhập Bách Binh Sơn lúc, trên đường đã gặp phải không ít Bách Binh Sơn đệ tử. Vừa thấy được sư ánh tuyết, cũng nhao nhao hành đại lễ. Dù sao, sư ánh tuyết vị này trưởng môn nhân, tại Bách Binh Sơn là có cực kỳ cao thượng địa vị, tôn thụ tông môn nội trên dưới chỗ ủng hộ. Trưởng môn nhân Tại còn không có chân chính tiếng nhập Bách Binh Sơn lúc, Bách Binh Sơn có một ông lão chạy vội tới, bôn tài sư ánh tuyết trước mặt bọn họ. Tôn trưởng lão, chuyện gì đây? Gặp vị trưởng lão này thần thái không giống bình thường, sư ánh tuyết không khỏi nhíu mày một cái. Xảy ra chút tình hình. Vị trưởng lão này nhìn thấy có lý thất dạ cùng ninh trúc công chúa tại, không khỏi do dự một chút tùy theo cùng sư ánh tuyết thì thầm nghe được vị trưởng lão này thì thầm sau đó sư ánh tuyết thần thái không khỏi là một trong ngưng nhìn ra được bách binh sơn nhất định là xảy ra một sự tình sư ánh tuyết trầm ngâm một chút vội vàng là đối lý thất giả nói rằng công tử tới không phải lúc tông môn nội có điểm việc vặt phải xử lý công tử không bằng trước ở tạm biệt viện chờ xong chuyện sau đó ta lại bội công tử làm quen một chút bách binh sơn như thế nào Chương 4035, Kỳ Quái Đường Nguyên Sư Ánh Tuyết vốn là mời Lý Thất Dạ tới Bách Binh Sơn để giải ách nàng, không nghĩ tới, đột nhiên, có gì biến, nàng cũng chỉ có thể là hoảng kéo chuyện này. Đối với Sư Ánh Tuyết lời, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng, ngươi đã có chuyện quan trọng, vậy trước tiên xử lý chuyện quan trọng đi đi, ta bốn phía đi một chút, đợi ngươi sự tình xử lý hoàn tất, sẽ tìm ta cũng không trễ. Sư ánh tuyết khá mồm muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào là tốt, dù sao, tông môn đột nhiên sự kiện, nàng không thể không trì hoãn việc này. Nàng làm ra lựa chọn như vậy là không biết làm thế nào. Cuối cùng, sư ánh tuyết hướng lý thất giả dạ thật sâu không người chào thân, nói rằng, thất lễ chỗ, còn xin công tử thứ lỗi, như công tử có gì cần, tùy thời có thể hướng chúng ta bách binh sơn mở miệng. Đi đi. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, không để ở trong lòng, dù sao, đối với hắn mà nói, bách binh sơn sự tình, không có gì tốt nóng nảy. Sư ánh tuyết hướng lý thất dạ nhiều lần đại bái, để bày tỏ ấy nấy, lúc này mới mang theo tông môn trưởng lão vội vã ly khai. Bách binh sơn nhưng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Nhìn sư ánh tuyết vội vã đi. Ninh trúc công chúa cũng không khỏi kỳ quái, trầm ngâm một tiếng, sư ánh tuyết thật vất vả thỉnh động lý thất dạ vốn là hẳn là lấy long trọng vô cùng nghi thức đem lý thất dạ đón vào trong tông môn dù sao sư ánh tuyết muốn cầu cạnh lý thất dạ bách binh sơn ách nang còn trông cậy vào lý thất dạ đi giải cứu thế nhưng vào lúc này vừa tới bách binh sơn còn chưa nhập tông môn sư ánh tuyết chỉ có thể là bỏ lại lý thất dạ vội vã đi đây chính là ngoài dự đoán mọi người Tự hồ cái này cũng có chút không nói được tại tình huống như vậy vậy ý nghĩa Bách Binh Sơn chính là phát sinh đại sự. Nếu không, sư ánh tuyết không có khả năng bỏ lại lý thất già dạ vội vã đi. Bách Binh Sơn có thể có đại sự gì đáng giá sư ánh tuyết bỏ lại lý thất già dạ vội vã đi đây, có khả năng nhất, chính là có cường địch xâm lấn. Thế nhưng, trong ngóng Bách Binh Sơn, lại có vẻ nhất phái bình tĩnh, cũng không có khiến người ta cảm thấy dương cung bạc kiếm khí tức, hoàn toàn không giống như là có cái gì cường địch xâm lấn. Hơn nữa, bách binh sơn làm một môn sông đạo quân truyền thừa cho tới nay thực lực đều là rất cường đại có mấy cái môn phái truyền thừa tu sĩ cường giả dám đánh bách binh sơn đó là sống không nhịn được nếu không phải là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn đến tột cùng là chuyện gì đáng giá để sư ánh tuyết đem tông môn ách nang sự tình sau này chậm một chút đây lý thất già dạ chỉ là nhìn bách binh sơn một cái mà thôi lạnh nhạt nói chỉ sợ nàng là tự thân khó bảo toàn cho nên mới để cho ta lưu lại sư trưởng môn tự thân khó bảo toàn. Nghe được tốt lý thất giả nói như vậy, Ninh Trúc công chúa trong lòng không khỏi là chấn động, trong nháy mắt miên man bất định. Ninh Trúc công chúa không khỏi nhẹ nhàng mà nói rằng, chẳng lẽ nói, Bách Binh Sơn đem có dị động. Ninh Trúc công chúa chính là xuất thân từ một kiếm thánh quốc. Luận tông môn cương quốc cường đại, phức tạp, một kiếm thánh quốc tình huống chỉ sợ cùng Bách Binh Sơn tương đương. Sư Ánh Tuyết chính là Bách Binh Sơn trưởng môn, cho tới nay cũng thủ bách binh sơn trên dưới ủng hộ nếu là vào lúc này sư ánh tuyết là tự thân khó bảo toàn lời vậy ý vị như thế nào dù sao là bách binh sơn trưởng môn kiếm châu sáu hoàng một trong muốn lay động sư ánh tuyết cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình nhưng hiện tại sư ánh tuyết vội vã đi xem ra đích thật là đại sự không ổn ninh trúc công chúa cũng từng thân ở địa vị cao đối với tông môn đấu tranh cương quốc trắc trối phức tạp quyền mưu còn là có hiểu biết. Cho nên, lúc này sư ánh tuyết vội vã đi, điều này làm cho Ninh Trúc công chúa nghĩ tới một phần liên quan tới Bách Binh Sơn nghe đồn, liên quan tới Bách Binh Sơn bên trong tông môn đủ loại. Dù sao, nàng từng là một kiếm thánh quốc công chúa, đối với các đại tông môn giật văn bí sự tình, lý giải càng nhiều. Có người bức vua thoái vị a. À? Ninh Trúc công chúa không khỏi nghĩ tới khả năng này, thế nhưng bất tiện đi nói thêm cái gì. Dù sao này là bách binh sơn nội vụ sự tình, ngoại nhân đổi bất tiện đi đàm luận, huống chi, cái này vốn là cùng nàng không quan hệ sự tình. Đã tới, liền đi đi xem đi, giải sầu một chút cũng tốt. Lý thất giả nở nụ cười, đối bách binh sơn sự tình cũng không quan tâm, không để ở trong lòng. Ninh Trúc công chúa phục hồi tinh thần lại, vội vàng là theo lên lý thất dạ nàng có chút ngạc nhiên, nhìn không được nhẹ giọng hỏi, công tử cho rằng, Bách Binh Sơn Ách Nang chính là có cái gì tạo thành đây? Ở trên đường, Ninh Trúc công chúa đối với Bách Binh Sơn chuyện xảy ra cũng biết đại khái, điều này làm cho nàng ở trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng, sự ánh tuyết ở lúc, nàng lại bất tiện hỏi nhiều. Ngươi đã là thông minh như vậy, vậy ngươi cho là thế nào? Lý thất dạ nhìn Ninh Trúc công chúa một cái. Ninh Trúc chỉ là một tỳ nữ, tư chất ngu đần, cũng không có cách nào tìm hiểu. Ninh Trúc Công chúa vội vàng là nói rằng, Lý Thất giả khoát tay một cái, vừa cười vừa nói, được rồi, nơi này cũng không ngoại nhân, cũng không cần giả ngu, thông minh của ngươi, ta cũng không phải không biết. Công tử quá khen, Ninh Trúc Công chúa không không thân, nàng trầm ngâm một chút, nói rằng, bực này ách nang, thoạt nhìn cũng không hung hiểm, nhưng lại là một loại tai họa ngầm, chẳng biết lúc nào mới có thể đối bách binh sơn tạo thành kiếp nạn, như vậy chuyện kỳ quái theo đạo lý mà nói, đến từ chính ngoại giới có khả năng đổi thấp hơn. Có thể, đây vốn là nguồn tại Bách Binh Sơn bản thân. Ninh Trúc công chúa đích thật là thông minh người, tuy rằng nàng cũng không tự mình kinh lịch, nhưng mạch lạc rõ ràng. Có một số việc, Tổng hội muốn tới. Lý thất dạ lạnh nhạt nói, trồng như thế nào căng, liền đem sẽ kết như thế nào quả. Ý của công tử. Ninh Trúc công chúa nghe được Lý thất Giả nói như vậy, không khỏi là một trong giật mình. Thế nhưng, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục tiến lên mà thôi. Trồng như thế nào căng, liền đem sẽ kết như thế nào quả. Ninh Trúc công chúa không khỏi nhẹ nhàng mà lẩm bẩm Lý Thất Dạ những lời này. Tinh tế thể hội câu nói này lúc, nàng không khỏi hướng Bách Binh Sơn nhìn lại, trong chớp mắt này ở giữa, nàng giống như ý thức được cái gì, thế nhưng, cũng không phải mười phân rõ ràng. Coi nàng tỉnh hồn lại lúc, Lý thất dạ đã đi xa, nàng vội vàng là đi theo. Lý thất dạ cũng không có đi bách binh sơn, cũng không có đi tìm bách binh sơn bất kỳ đệ tử, hắn là đi hướng bách binh sơn bên vùng bình nguyên kia. Đi vào vùng bình nguyên này, bị người ta một loại hoang vắng cảm giác. Cái này tọa bình nguyên nhìn dặm rộng, đích thật là một cái rất lớn bình nguyên, thế nhưng, cứ như vậy một cái bình nguyên. Lại có vẻ căng cỗi, cũng không có cái loại này thổ ốc nước xinh đẹp cảnh tượng trước mắt vùng bình nguyên này, liếc nhìn lại, chính là hết sức bằng phẳng, thậm chí khiến người ta cảm thấy có thể một cái nhìn tới giới hạn, chính là như vậy bình nguyên, không có gì sông lớn dòng suối, trên mặt đất chỗ sinh trưởng đều là một phần cỏ khô thấp cỏ, thổ địa lộ ra khô ráo, tự hồ người bắt lên bùn đất, cũng ép không ra một điểm thủy phân. Như vậy một tòa bình nguyên, không chỉ có là hoang vắng, càng là khiến người ta cảm thấy có một loại chập tối xuống dốc bầu không khí chính là tại như vậy một tòa phía trên vùng bình nguyên các nơi tán lạc một cái lại một cái thấp bé gò đất như vậy từng cái một thấp bé gò đất nhìn lên cũng tầm thường tựa hồ đây chẳng qua là tích lũy tháng ngày chỗ đóng triệt mà thành tiểu gò đất mà thôi như vậy thấp bé gò đất sinh trưởng ra một phần cỏ khô bất luận là bất luận kẻ nào thoạt nhìn cũng cũng tầm thường lý thất giả đứng ở một cái tiểu gò đất trước nên trúc công chúa cũng không khỏi là hiếu kỳ trước mắt như vậy bình thường không có gì là tiểu gò đất vì sao là có thể như vậy hấp dẫn lý thất giả dạ chú ý đây. Lý thất giả dạ phân phó một tiếng, nói rằng, đem thanh sạch sẽ nhìn một chút. Ninh Trúc công chúa không khỏi là ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, nàng không có do dự chút nào, lập tức động thủ nhổ cỏ thanh buồn. Ninh Trúc công chúa, có thể nói là kim chi ngọc diệp, một kiếm thánh quốc công chúa, trong ngày thường thế nhưng nghìn cưng chiều vạn yêu tập cùng kim chưa từng có trải qua bất kỳ việc nặng, chớ nói chi là làm loại này làm có xúc buồn bẩn sống. Thế nhưng, quản chi như vậy bẩn việc làm là bẩn thiểu, ninh trúc công chúa là không chút do dự nào, chiếu làm không mất, làm ninh trúc công chúa thanh lý sau đó mới phát hiện, cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông tiểu gò đất. Trên thực tế, nó cũng không phải một cái tiểu gò đất, mà là một cái nhìn lên có điểm giống tiểu pháo đài vậy vật. Tự hồ như vậy tiểu pháo đài không biết là lúc nào xây thành, thế nhưng, về sau ngày dài nguyệt lâu, không còn có người đi xử lý, đóng bùng tích, có khô tạp sinh, lúc này mới làm cho như vậy tiểu pháo đài bị chìm tại dưới bùng đất, xem ra giống như là một cái tiểu gò đất mà thôi. Thế nhưng, như vậy tiểu pháo đài, tỉ mỉ nhìn, lại không giống như là pháo đài, bởi vì nó không có bất kỳ môn hộ, thoạt nhìn hình như là dùng cái gì nham thạch đắp triệt mà thành, nham thạch ở giữa triệt khe vừa tự hồ không biết là sử dụng tài liệu gì. Lộ vẻ màu đen, như vậy nhìn kỹ, giống như là từng cái rắc rối phức tạp đạo văn gian đầy ở tại như vậy một cái tiểu trong pháo đài. Nhìn kỹ, như vậy tiểu pháo đài hình như là bị người có khắc rõ ràng vô thượng đạo văn một cái pháo đài hoặc nói là nào đó không muốn người biết tòa nhà tương tự vật. Đây là vật gì? Ninh Trúc công chúa cũng nhìn không ra đầu mối, nhưng, thấy trước mắt tiểu pháo đài, nàng có thể xác định chính là, như vậy tiểu pháo đài nhất định không phải là trời sinh, nhất định là hậu thiên xây kiến trúc mà thành. Ninh Trúc Công chúa thoáng cái liền đối như vậy tiểu pháo đài tràn ngập tò mò, cũng không quản cái này khổ việc có nhiều bẩn, không cần lý thất giả phân phó, nàng tự mình đồng thủ thanh sạch sẽ bên cạnh cách đó không xa một tòa tiểu gò đất, thanh sông bùn đất sau đó, một tòa tiểu pháo đài liền xuất hiện ở trước mắt. Như vậy một tòa tiểu pháo đài thoạt nhìn cùng vừa rồi chính là giống nhau như đúc, thế nhưng chi tiết lại có chỗ bất đồng. Lúc này Ninh Trúc Công chúa không khỏi nhúng người tại trên cao bao quát toàn bộ bình nguyên, có thể thấy một cái lại một cái tiểu gò đất trên thực tế, tại toàn bộ nghìn dặm phía trên vùng bình nguyên, như vậy từng cái một tiểu gò đất căn bản cũng không thu hút. Giống như là trên đất từng viên một tảng đá giống nhau, người nào cũng sẽ không hay đi xem vài lần. Thế nhưng, lúc này Ninh Trúc công chúa tỉ Mỹ đi quan sát lúc, nàng phát hiện, những thứ này rơi lạ tạ khắp cả trên vùng bình nguyên từng cái một tiểu gò đất, chúng nó cũng không phải là lộn xộn mà tán loạn trên mặt đất, từ hồ nó là phù hợp một chủng tiết tấu hoặc quy luật Thế nhưng, cụ thể là như thế nào tình huống Chỉ sợ là mười điểm thông minh ninh trúc công chúa Cũng là nhìn không ra cái như thế về sau Những thứ này đều là cái gì đây Ninh trúc công chúa hạ xuống lý thất dạ bên cạnh Không khỏi tò mò hỏi Lý thất dạ chỉ là nở nụ cười Cũng không trả lời ninh trúc công chúa Chỉ sợ nhìn phiến bình nguyên này Lạnh nhạt nói Tiền nhân tại đây trong hao tốn không ít tâm huyết nha Chương 4036, Đường Gia Tổ Tiên Ninh Trúc Công Chúa đi theo lý thất dạ mà đi, quan sát đến toàn bộ Bình Nguyên. Vùng Bình Nguyên này chính là 10 điểm cằn cỗi, thế nhưng, ở nơi này dạng một cái cằn cỗi trên vùng Bình Nguyên, ngoài trừ trước đó phát hiện một cái lại một cái tiểu gò đất ở ngoài, tại phía trên vùng Bình Nguyên này, còn có thật nhiều tàn tường đức viên. Những thứ này tàn tường đức viên đã không biết có bao nhiêu niên đại, theo gạch bể đức ngói đến xem, chỉ sợ là có trăm nghìn vạn năm lâu Đồng thời Từ nơi này chút tàn tường đức viên đến xem Có thể suy đoán Nơi đây đã từng có một cái lại một cái khổng lồ thành trấn Hơn nữa Theo lưu lại tới ngói xa hoa trình độ đến xem Nơi đây hẳn là từng có xây qua thành lớn phồn hoa trấn Hơn nữa Tại bình nguyên các nơi Rơi lạ tả không ít pho tượng Chỉ là những thứ này pho tượng đều bị chôn sâu ở trong bùn đất Chỉ là lộ ra một đoạn nhỏ mà thôi Xem ra nơi đây đã từng phồn hoa, đó là vượt quá người tưởng tượng, chỉ bất quá, về sau xuống dốc, không chỉ là dân cư sói mòn, hơn nữa, tất cả thành trấn cũng tùy theo đổ nát, rất nhiều pho tượng cũng theo đó chôn sâu ở trong bùn đất. Nếu có thể đem những thứ này từng cái một pho tượng to lớn đào lên, có thể có thể nhìn thấy những thứ này pho tượng toàn cảnh. Nơi đây từng được gọi là đường nguyên, chính là đường gia thổ địa nha. Đi theo lý thất giả quan sát cái này càng cổi bình nguyên lúc, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi là cảm giác khái, nói rằng, nghe nói, năm đó đường gia, chính là hết sức giàu có, có thể nói là phú giáp thiên hạ. Nói đến đây, Lý Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nhẹ nhàng mà nhìn Lý Thất nhận thức một cái, nói rằng, nghe nói, trước kia đường gia thành lập lúc, Bách Bình Sơn còn chưa tồn chỗ nào đường gia thủy tổ tại đây trong kiến nền tảng lập nghiệp, thành uy quá mức lông, có thể nói là một cái kỳ tích. Cự phú người Lý thất dạ cười cười, nói rằng, Đường Bôn. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi kinh ngạc, nói rằng, công tử cũng nghe qua đường gia tổ tiên kỳ văn. Ninh Trúc công chúa coi như là bác học trọng thức, đối với đường gia truyền thuyết, nàng từng nghe qua một phần, thế nhưng, nàng nhưng là lần đầu tiên tới đường nguyên tận mắt xem, quản chi nàng trước đây từng tới Bách Binh Sơn, nhưng cũng đều chưa tới đường nguyên. Dù sao, đường gia đã sớm xuống dốc, tại Bách Binh Sơn thành lập lúc đường gia đều đã không được quy mô, cho nên, quản chi đường nguyên rời Bách Binh Sơn gần trong gan tất Nàng cũng chưa từng đã tới. Hiện tại lý thất giả dạ rất ít mấy chữ, tự hồ đối với đường gia là 10 điểm lý giải, đây chính là để ninh trúc công chúa kinh ngạc. Lý thất giả dạ lạnh nhạt nói, chợt có nghe thấy, đường gia tổ tiên sáng chế tiền tài ra đời Pháp, coi như là thiên hạ nhất tuyệt. Công tử này rõ ràng. Ninh Trúc công chúa kinh ngạc, nói rằng, đường gia tiền tài ra đời pháp ta cũng là ngẫu nhiên tại một quyển sách cổ lên sở chứng kiến đường gia tổ tiên là một cái mười điếm truyền kỳ nhân vật nghe đồn nói đường gia tổ tiên đạo hạnh thường thường thế nhưng hắn nhưng là mười điếm mười điếm có tiền mặc dù nói đường gia tổ tiên là đạo hạnh bình thản không có gì lạ nhưng hắn sáng tạo ra tiền tài ra đời pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt đường gia tổ tiên đường bôn sáng chế tiền tại ra đời pháp nó cũng không phải là cái gì tuyệt thế công pháp hoặc cái gì vô địch thần công, nó là một loại tiêu tiền viên. Hắn sáng tạo một loại phương pháp, thôi động hỗn động tinh bích bên trong hỗn động khí, hỗn động phép tắc, theo từng cục hỗn động tinh bích ra đời, nó là có thể phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh, có thể đẩy lùi kẻ địch rất mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì vậy, Đường gia tổ tiên Đường Bôn. Dựa vào như vậy một tay tiền tài ra đời pháp, chỉ sợ là hắn đạo hạnh thường thường, nhưng hắn nhưng là đã kích một cái lại một cái cường đại vô cùng địch nhân. Thậm chí có người ta nói, tại bác hoang hậu thế, hỗn động tinh bích tiêu chuẩn rất có thể là từ đường gia tổ tiên đường bôn chế định xuống, tiêu chuẩn nhất hỗn động tinh bích nhỏ cũng là từ hắn chỗ cắt chế xuống. Đường gia tổ tiên đường bôn cũng là một cái dường như tràn đầy bí ẩn nhân vật tầm thường, không có ai biết hắn là cụ thể từ đâu tới đây, không ai rõ ràng chân của hắn căng. Nói chung, đường bôn xưng hậu thế lúc hắn đã là một cái cự phú đặc biệt đặc biệt có tiền cứ như vậy một cái đặc biệt cổ quái đặc biệt có tiền đường bôn hắn sáng lập như vậy một tay tiền tài ra đời pháp làm cho hắn tại bác hoang dương danh lập vạn từ nay về sau thành lập một cái vô cùng to lớn đường gia nghe đồn nói đường gia năm đó chính là cực kỳ hưng thịnh ở đó thịnh vượng thời đại đường nguyên là là lớn nhất thành trấn chính là kiếm châu lớn nhất trung tâm giao dịch chỉ tiết về sau đường bôn sau đó đường gia không người nối nghiệp đường gia cũng từ đây suy sụp, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Thẳng đến về sau, vốn là không gì sánh được thịnh vượng đường nguyên, cũng chậm chậm biến thành một cái cằn cỗi bình nguyên, đường gia uy phong, từ nay về sau một đi không trở lại. Về sau Bách Binh Sơn thành lập sau đó, đường gia quy phụ tại Bách Binh Sơn, trở thành Bách Binh Sơn quản lý hạt một bộ phận. Có thể nói, nhất lên đường gia tổ tiên đường bôn đủ loại, nên trúc công chúa đầu tiên cũng không khỏi nghĩ tới lý thất dạ. Tự Hồ, Lý Thất Dạ cùng Đường Bôn tình huống rất tương tự. Tự Hồ, hai người thoạt nhìn đều là đạo hạnh bình thản không có gì lạ, nhưng nhưng đều là cự phú. Bất đồng là, Đường Bôn xưng thiên hạ sau đó, mọi người đối với cuộc cải của hắn Lai Lịch là hoàn toàn không biết gì cả, tất cả mọi người cũng không biết Đường Bôn tài phú là đến từ đâu, mà Lý Thất Dạ tài phú Lai Lịch nhưng thật ra rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, tại Ninh Trúc công chúa xem ra, Lý Thất Dạ cùng đường bôn ở giữa, đích thật là rất tương tự, có thể đây cũng là Lý Thất Dạ không lên Bách Binh Sơn Phản mà tới đây đường Nguyên Nguyên Nhân đi. Thế nào, cho là ta là đường Gia Hậu Nhân A. À? Ninh Trúc Công Chúa ánh mắt như thế, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ninh Trúc Công Chúa suy nghĩ một chút, không khỏi nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng công tử chưa chắc là đường Gia Hậu Nhân, nhưng công tử tương lai nhất định có thể kiến hương thịnh công lao sự nghiệp ta chính mình cũng không biết tương lai sẽ xây cái gì dạng công lao sự nghiệp lý thất dạ không khỏi nở nụ cười nói rằng ngươi nhưng thật ra đối với ta lòng tin Ninh trúc công chúa chăm chú nhìn lý thất dạ nói rằng ta tin tưởng công tử tin tưởng cái nhìn của ta cùng trực giác công tử từng không phải là chúng ta hạng người phàm tục nhất định là phía chân trời chân long công tử bước chân tại thế gian này có thể chẳng qua là chân long hạ phàm mà thôi Ninh Trúc công chúa nói rất nghiêm túc, cũng không phải là nói vỗ lý thất dạ nịnh bợ, nàng chỉ là nói ra tự mình chân thật nhất cảm thụ cùng cái nhìn. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Lý thất dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, từ từ nói, nhưng, có đôi khi tuyệt đối đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ninh Trúc minh bạch Ninh Trúc công chúa hướng Lý thất dạ không không thân, nói rằng, công tử giáo huấn, Ninh Trúc nhớ cho kỹ. Xem ra, ngươi là ăn chắc ta lý thất già cười một cái nói ninh trúc công chúa lắc đầu nói rằng ninh trúc không dám huống chi lấy công tử sự hùng vĩ lại chỗ nào là ta một cái tiểu nữ tử có thể khống chế trong đó tất cả đủ loại nguyên do công tử đã sớm định liều trước đã sớm đã đầy bụng trù bị ninh trúc chỉ là thuận thế đi theo mà thôi dính công tử ánh sáng ninh trúc công chúa lời nói này đến rất khiêm tốn nói rất khiêm tốn thế nhưng nàng như vậy buổi nói chuyện xác thực nói là đến hết sức tốt lý thất già dạ chỉ là cười cười mà thôi không có đi để ý nhiều cuối cùng lý thất già dạ bọn họ đi tới đường nguyên giữa tại đây trong lại vẫn bảo tồn một cái cổ viện trên thực tế lấy chuẩn xác mà nói pháp mà nói đó cũng không phải một cái cổ viện nó là một cái cổ thành chỉ bất quá hiện tại chỉ là còn sót lại bên dưới đến như vậy một tòa cổ viện mà thôi theo quy mô đến xem nơi đây đã từng cổ thành là mười điếm thật lớn, thế nhưng, hiện tại toàn bộ đều đã sụp đổ, chỉ còn lại có là số không nhiều gạch bể đứt ngói, những thứ này gạch bể đứt ngói đã sớm đều bị có dại bùn đất bao trùm, rất khó coi cho ra nó năm đó quy mô cùng phồn hoa. Chỗ may mắn còn sống sót cổ viện đó cũng là rất lớn, để cho người ta vừa nhìn, trước kia chính là một cái đại hộ nhân gia. Phong ốc đều là mấy chục, có thể ở lại đến bên dưới mấy trăm nô bộc. Như bây giờ một tòa may mắn còn tồn tại cổ viện đều đã là cũ nát không chịu nổi, tự hồ, như vậy cổ viện ốc xá, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Khiến người ngoài ý chính là, như vậy cổ viện còn có người ở lại, chỉ bất quá, ở cũng không phải là cái gì tu sĩ cường giả, cũng chẳng qua là mười mấy người hầu mà thôi, những thứ này nô bộc hạ nhân, vừa nhìn liền biết là làm việc tay chân. Tiên trưởng đến, nhìn thấy lý thất dạ hai người bọn họ, những thứ này lưu thủ làm việc tay chân nô bộc vội vàng là cung cung kính kính hướng lý thất dạ bọn họ đại bái. Tại đây chút nô bộc trong mắt, lý thất giả dạ bọn họ như vậy tu sĩ cường giả đều là phi thiên động địa tiên nhân, huống chi, Ninh Trúc công chúa khí chất đó, dung nhan tại phàm trong mắt người chính là như thiên tiên. Nơi này sản nghiệp là của các ngươi a. À? Lý thất dạ nhìn một chút cổ viện, ngoại trừ những thứ này nô bộc, không còn có người cư ngụ. Hồi tiên trưởng một người lớn tuổi nhất nô bộc vội vàng nói là nói, còn đây là là nhà chúng ta chủ sản nghiệp, gia chủ nhà ta chính là Đường Thị, đời đời kế thừa nơi này tất cả sản nghiệp. Tiên trưởng là muốn đến mua nơi này sản nghiệp à? Có một nô bộc dung mạo so với gốc cơ linh, vội vàng là hỏi. Lý thất dạ nghe nói như thế, liền thú vị, nở nụ cười, nói rằng, thế nào, các ngươi nơi đây còn bán hay sao? Hồi tiên trưởng lời gia chủ nhà ta cũng từng bán ra qua nơi này sản nghiệp. Lớn tuổi nhất nô bộc nói rằng, tôi tớ này lợi đích xác không sai, đường gia hậu nhân xác thực là muốn đem nhà của mình nghiệp toàn bộ cũng bán đi, không chỉ có là những thứ này cổ viện, bao quát toàn bộ đường nguyên đều muốn bán đi. Cho nên, khi đó đường gia muốn nhất bán người chính là Bách Binh Sơn, dù sao, ở trong mắt bọn hắn, Bách Binh Sơn mới có thể ra được nổi giá, thế nhưng, Bách Binh Sơn nhưng chê bọn họ đường nguyên không có giá trị, hơn nữa cũng là giá rất cao một mực không bán thành nhà các ngươi chủ ở đâu ninh trúc công chúa nói rằng công tử chúng ta muốn mua nhà các ngươi chủ đường nguyên ninh trúc công chúa nhìn ra lý thất giả dạ đối đường nguyên có hứng thú cho nên thầy lý thất giả dạ hỏi hồi tiên tử gia chủ nhà ta hiện ở bách binh thành nếu là tiên trưởng muốn mua có thể tiến bách binh thành nhìn một chút nghe nói một mực treo ở chỗ ấy vỗ bán trả lời xong ninh trúc công chúa sau đó Nơi này nô bộc có chút thấp thỏm bất an. Đối với cái này chút nô bộc mà nói, tuy rằng đường gia hậu nhân không cho bọn hắn bao nhiêu thù lao, thế nhưng còn có thể sống nổi, nếu là thay đổi người chủ nhân, có thể bọn họ liền có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Chương 4037, tổ ngọn núi dị biến. Vào thành xem một chút đi theo nô bộc trong miệng biết được tình huống sau đó lý thất dạ nở nụ cười ninh trúc công chúa sắp xếp nô bộc sau đó chuẩn bị đi theo lý thất dạ vào thành còn cái này cổ viện lão trong nhà nô bộc lặng lẽ lui xuống trong lòng bọn họ tuy rằng rất thấp thỏm không biết tương lai vận mệnh như thế nào thế nhưng bọn họ một tiếng cũng không dám cất ít nhất tại lý thất dạ cùng ninh trúc công chúa vẫn còn ở lúc bọn họ không dám có chút thảo luận dù sao dưới cái nhìn của bọn họ tu sĩ cường giả, chính là cao cao tại thượng tiên nhân. Bọn họ chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, như vậy cao cao tại thượng tiên nhân, tại trong lúc phất tay, liền có thể đem bọn họ nghiền chết, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ, cũng có thể trong nháy mắt cải biến bọn họ mạng của tất cả mọi người vận. Cho nên, những thứ này nô bộc nhìn theo lý thất dạ sau khi bọn hắn rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, coi như là nhìn không được nghị luận, đó cũng là hạ thấp thanh âm đi nghị luận liền tại lý thất dạ cùng ninh trúc công bọn họ chuẩn bị vào thành lúc đột nhiên đại địa run rẩy không có đình chỉ dấu hiệu đây là cảm nhận được đại địa run ninh trúc công chúa không khỏi vì thế mà kinh ngạc liền trong chớp mắt này ở giữa lý thất dạ hướng bách binh sơn nhìn lại ánh mắt của hắn là trong nháy mắt rơi vào bách binh sơn bầu trời tòa núi nhỏ trên đỉnh núi vào lúc này bách binh sơn bầu trời tòa núi nhỏ ngọn núi run rẩy chính xác ra là ngọn núi nhỏ này ngọn núi rung rung động toàn bộ Bách Binh Sơn, thậm chí là lan đến hướng về phía bốn phía. Oanh, oanh, oanh. Trầm thấp rung động lên vang lên, theo Bách Binh Sơn bầu trời ngọn núi nhỏ này ngọn núi đang rung rẩy lúc, giống như là có sinh mạng muốn theo ngọn núi nhỏ này ngọn núi bên trong đột phá ra. Hơn nữa, theo ngọn núi nhỏ đang rung rẩy lúc, ngọn núi nhỏ này ngọn núi tản mát ra một vòng lại một vòng quang mang, mặc dù nói cái này một vòng lại một vòng quan mang cũng không lóa mắt chói mắt, cũng không rực rỡ, thế nhưng, cái này một vòng lại một vòng quan mang, theo ngọn núi nhỏ một lần lại một lần rung mà ba động. Từng vòng từng vòng tia sáng ba động là cùng ngọn núi nhỏ rung rẩy tiết tấu là giống nhau như đúc, tự như là không chê vào đâu được, tràn đầy tiết tấu cùng vận luật, tự hồ là tại viết đại đạo văn chương. Ngọn núi nhỏ đột nhiên tới rung, tuy rằng chưa nói tới là kịch liệt. Thế nhưng, lại lập tức kinh động bách binh sơn trên dưới các đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, còn là lão tổ trưởng lão, cũng thoáng cái bị kinh động, cũng nhao nhao dương mắt hướng ngọn núi nhỏ này ngọn núi nhìn lại. Mặc dù nói, ngọn núi nhỏ này ngọn núi rung cũng không kịch liệt, thế nhưng theo nó rung, cả vùng cũng tùy theo rung rẩy, tự hồ ngọn núi nhỏ này ngọn núi rung là có thể lay động cả vùng, có thể lay động toàn bộ kiếm châu giống như vậy, bị người ta một loại ảo giác, tự hồ nó chính là kiếm châu căng cơ giống nhau tổ ngọn núi là thế nào thấy ngọn núi nhỏ này ngọn núi đang run rẩy đừng nói là đệ tử bình thường chính là bách binh sơn năm đã già đời lão tổ cũng không khỏi là hít một hơi lạnh khí giật mình nói rằng cái này tọa từ bách binh đạo quân theo tán kiếm vẫn vượt kéo về ngọn núi bị bách binh sơn đời đời xưng là tổ ngọn núi cũng là coi như là bách binh sơn căng cơ xưa nay chưa từng xảy ra qua thấy như vậy một màn quản chi tuổi tác cực cao lão tổ mười điếm giật mình theo tổ ngọn núi run liền bách binh sơn bị phủ đầy bụi ngủ say lão tổ cũng đều bị kinh động thấy như vậy một màn lúc cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí bởi vì trăm nghìn vạn năm tới nay cái này tọa phù ở bách binh sơn bầu trời tổ ngọn núi cũng một mực rất an tĩnh xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ dị động hiện tại đột nhiên xảy ra như vậy dị động vậy làm sao không cho bách binh sơn trên dưới thất kinh, là hoảng sợ đây. Chẳng lẽ không tốt a? À? Có bách binh sơn lão tổ không khỏi trong lòng sợ hãi, miên man suy nghĩ. Về phần bách binh sơn đệ tử, vậy thì càng không cần nhiều lời, bọn họ thấy tổ ngọn núi như vậy run, bọn họ bị dọa đến sắc mặt trắng bệt, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có đại họa lâm đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn liền tại Bách Binh Sơn trên dưới cũng hoảng sợ lúc, đột nhiên, tổ ngọn núi chỗ phát ra một vòng lại một vòng quan mang, trong một sát na ngưng tụ thành một cổ, trong nháy mắt phóng lên cao, oanh lên thiên không, giống như muốn đem thiên khung nổ nát, muốn đánh mở một cánh cửa. Theo như vậy một cổ rực rỡ hào quang chói mắt vang trời dựng lên sau đó, như vậy một cổ hào quang ống ánh cũng không có kiên trì bao lâu, theo ánh sáng tiêu tán đi, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tại phóng lên cao cột sáng tiêu tán sau đó, tổ ngọn núi bình tĩnh trở lại, không còn rung, đại địa cũng không lại rung động. Hết thảy đều lộ ra 10 điểm bình tĩnh, tự hồ trước đó, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Thấy tổ ngọn núi lại khôi phục bình tĩnh, bách binh sơn trên dưới, không biết có bao nhiêu đệ tử hai mặt nhìn nhau, nếu như không phải là tất cả mọi người tận mắt thấy như vậy một màn, tất cả mọi người còn cho là mình là hoa mắt, cho là mình là sinh ra ảo giác đây cứ như vậy à có bách binh sơn đệ tử ngẩn ngơ trong khoảng thời gian ngắn cũng còn chưa kịp phản ứng không ít bách binh sơn đệ tử cho là có cái gì kinh thiên đại sự sắp xảy ra không nghĩ tới tại trong nháy mắt tổ ngọn núi lại khôi phục bình tĩnh chuyện gì cũng không có phát sinh tựa hồ vừa rồi phát sinh tất cả chẳng qua là một hồi ảo giác mà thôi thế nhưng bách binh sơn lão tổ các trưởng lão có thể không là cho là như vậy bọn họ cũng nhao nhao nghị luận đối sách nghị luận có chuyện có thể xảy ra vì sao tổ ngọn núi đột nhiên dị động chẳng lẽ cùng ngày gần đây ách nang có liên quan có lão tổ có chút ít lo âu nói rằng gần nhất bách binh sơn phát sinh ách nang thường thường có đệ tử nửa đêm thất tung ngày thứ hai lại bình an trở về mặc dù nói mất tích đệ tử không có gì nguy hiểm tính mạng chỉ là mất tài vật mà thôi thế nhưng bách binh sơn xảy ra chuyện như vậy nhưng vẫn không có thể giải quyết một món đồ như vậy sự tình cuối cùng là trở thành bách binh sơn đại họa trong đầu hiện tại tổ ngọn núi lại đột nhiên dị động thế nào không cho bách binh sơn lão tổ các trưởng lão là lo lắng lo lắng đây có thể đây là tổ tiên tại hướng chúng ta cảnh báo tương lai tất có đại biến cũng có lão tổ lớn mật tưởng tượng nói rằng như vậy thuyết pháp cũng để cho bách binh sơn lão tổ các trưởng lão hai mặt nhìn nhau tình huống như vậy không phải là không có loại khả năng này dù sao cái này tọa tổ ngọn núi chính là từ tổ tiên bọn họ bách binh đạo quân tự tay kéo về. Lưu tồn ở tông môn, mấy đời che chở tử tôn. Nếu là tổ ngọn núi có linh, nói không chừng thực sự có thể là tổ ngọn núi tại cảnh kỳ bọn họ tương lai tất có kinh biến. Cũng có kiến thức uyên bác trưởng lão trầm ngâm, nói rằng, nói không chừng, cái này không nhất định là cùng chúng ta tông môn có liên quan, có thể, cùng cấm địa sinh mệnh có liên quan. Nói thế nói như thế nào? có khác lão tổ liền nói. Vị trưởng lão này trầm ngâm nói, không nên quên, chúng ta tổ ngọn núi chính là xuất thân từ tán kiếm vẫn vực, tại trình độ nào đó nói, chúng ta tổ ngọn núi cùng tán kiếm vẫn vực chính là đồng xuất nhất mạch. Tán kiếm vẫn vực, đó cũng là thất tung thật lâu sau, tính toán thời gian, có thể nên xuất hiện lúc đi. Bách Binh Sơn cái này tọa tổ ngọn núi, xác thực là do tán kiếm vẫn vực giữa kéo về, tuy rằng hậu thế tử tôn không biết năm đó bách binh đạo quân là thế nào dạng đem ngọn sơn phong này lấy ra cũng kéo về cũng không biết cái này một ngọn núi cụ thể là theo tán kiếm vẫn vực người bộ phận chặn lấy ra thế nhưng tất cả mọi người có thể khẳng định là cái này tòa tổ ngọn núi xác thực là xuất thân từ tán kiếm vẫn vực cho nên nói cái này tòa tổ ngọn núi cùng tán kiếm vẫn vực cùng thuộc về nhất mạch đây cũng không phải là khoa trương từ thế nhưng trước đây tán kiếm vẫn vực xuất hiện Chúng ta tổ ngọn núi nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ dị động nha, cũng có trưởng lão không khỏi là còn nghi vấn. Đối với cái này dạng đủ loại nghị luận, Bách Binh Sơn chư vị lão tổ trưởng lão không có một cái nào nói cụ thể pháp, không có một cái đáp án chuẩn xác. Hẳn là cùng trưởng môn thương thảo xuống. Có trưởng lão không khỏi kiến nghị. Đề nghị như vậy lại làm cho không ít lão tổ trưởng lão nhìn nhau một cái, cuối cùng, có lão tổ trầm ngâm nói, tại giờ này khắc này có thể. Không thích hợp thôi, chờ trưởng môn việc này đi qua, lại làm thương nghị cũng không trễ. Vừa nói như vậy, làm cho một phần lão tổ trưởng lão cũng không khỏi trầm mặt, vào lúc này, có một chút lão tổ trưởng lão xem ra, trưởng môn cái này một phần nguy nan, cũng không dễ dàng không có trở ngại. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bách binh sơn tổ ngọn núi dị động, Ninh Trúc công chúa đứng xem nhất thanh nhị sở, không khỏi giật mình nói rằng. Tuy rằng nàng không phải là Bách Binh Sơn đệ tử, thế nhưng, theo ghi chép đến xem, tựa hồ Bách Binh Sơn tổ ngọn núi, vậy cũng là cho tới bây giờ không từng có dị động. Hiện tại tổ ngọn núi đột nhiên dị động, thế nào không làm người ta giật mình đây, nếu là người trong thiên hạ biết việc này, vậy cũng sẽ là thất kinh. Nhìn một chút Bách Binh Sơn tổ ngọn núi, Lý Thất Dạ cười cười, lạnh nhạt nói, có chút này tới, tổng hội muốn tới, đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Bách Binh Sơn không yên ổn nha. Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nghĩ tới đủ loại, trước đó Bách Binh Sơn phát sinh ách nan, hiện tại tổ ngọn núi lại dị động, đủ loại dấu hiệu xem ra, Bách Binh Sơn đích thật là muốn xảy ra chuyện, còn chuyện gì, vậy khó nói được rõ ràng. Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi lớn mật mà giả thiết. Nói rằng, công tử cho rằng cái này cùng Bách Binh Sơn ách nan có liên quan a. À. Ngươi là đem chủ thứ làm lẫn lộn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói rằng: Ninh Trúc công chúa không khỏi ngẩn ra, nói rằng: Chủ thứ lẫn lộn. Ý của công tử nói là, tổ ngọn núi mới là vấn đề chỗ ở a. À? Ngươi là rất thông minh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng: Nhưng, không nên gấp gáp, sẽ có trò hay xem, tổng tránh không được náo nhiệt một phen, chờ xem kịch vui là được. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ninh Trúc công chúa luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nói trò hay vậy tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Công tử còn đánh tính giúp đỡ sư trưởng môn A. À? Ninh Trúc công chúa phục hồi tinh thần lại sau đó, nhẹ nhàng mà hỏi. Lý thất Dạ lạnh nhạt nói, đợi nàng có thể vượt qua tự mình nguy nan bàn lại cũng không trễ, nàng như hay không bình định, chỉ sợ liền tự thân đều khó khăn bảo đảm. Nói đến đây, Lý thất Dạ dừng một chút, nhìn đường nguyên, nói rằng, huống chi, nơi đây rất có việc hay, bách binh sơn sự tình, sau này đế xuống, cũng không trễ. Ninh Trúc công chúa nhìn đường nguyên, mặc dù nói, tại đây đường nguyên trên có chút vật cổ quái, nhưng, nàng vẫn không hiểu, cái này càng cổi đường nguyên. Đến tột cùng là địa phương nào hấp dẫn Lý Thất Dạ đây? Đi thôi, chúng ta vào thành, mua nó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xoay người liền đi. Chương 4038, Vũ Đao Công Tử Bách Binh Thành, tại Bách Binh Sơn một chỗ khác, nếu như nói, lấy Bách Binh Sơn làm trung tâm lời, như vậy, Bách Binh Thành chính là tại Bách Binh Sơn bên trái, mà đường hoang liền tại Bách Binh Sơn phía bên phải. Cùng đường nguyên không đồng dạng như vậy là, Bách Binh Thành hết sức phồn hoa, xa xa nhìn lại lúc, toàn bộ Bách Binh Thành chính là Sơn rất phập phồng, có thúy ngọn núi ra tụ, có thác bay chảy rồng, cũng có hạt phi yến vũ. Toàn bộ Bách Binh Thành chính là từ từng ngọn dãy núi nối tiếp mà thành, tại đây Phật Phòng không chỉ dãy núi trong, có thật nhiều nhà vũ ốc xá. Có xây vào trên ngọn núi, cũng có bàn sơn xây lên. Từng cái đường phố đi thông các sơn rất ở giữa, cầu dài giá tiếp, tương liên tại ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa, từ xa nhìn lại, toàn bộ Bách Binh Thành giống như là ngọn núi phồn hoa đô thành lớn, hết sức có ý nhị, đã ba nghìn trượng hồng trần, lại rảnh rỗi cốc thanh u, thật sự là nói không hết mỹ lệ. Cùng trước mắt xinh đẹp như vậy bách binh thành một so sánh với, càng cổi hoang vu đường nguyên liền lộ ra đặc biệt lạc tịch, thậm chí là có vẻ hơi không hợp nhau. Bách binh thành, cũng là tại bách binh sơn quảng hạt, thậm chí có thể nói. Chính là bách binh sơn nơi tụ tập, bách binh sơn hàng đầu nơi. Cùng đường nguyên loại này chỗ không đồng dạng như vậy là, đường nguyên chỗ như vậy, chỉ là tại bách binh sơn quảng hạt, thế nhưng, sản nghiệp cũng không thuộc về Bách Binh Sơn. Nhưng mà, Bách Binh Thành không chỉ là tại Bách Binh Sơn Quảng Hạt, nó không chỉ là Bách Binh Sơn một bộ phận, nó còn là Bách Binh Sơn sản nghiệp. Nói cách khác, đường nguyên như thứ xuất, mà Bách Binh Thành như dòng chính. Bách Binh Thành, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, không chỉ có có Bách Binh Sơn con dân xuất nhập, cũng có đến từ chính kiếm châu các nơi các tộc tu sĩ cường giả xuất nhập. Có đến đây buôn bán giao dịch, cũng có đi ngang qua ngắm cảnh tại bách binh thành trong dòng người đa dạng đều có các tộc tu sĩ cường giả đều có trong đó muốn lấy nhân tộc cùng yêu tộc tối đa tại bách binh thành có thể xuất hiện nhiều như vậy yêu tộc đó cũng là có nguyên nhân bởi vì bách binh sơn vị thứ hai đạo quân cũng chính là phục hưng chi chủ thần viên đạo quân chính là một vị xuất thân từ yêu tộc đại năng thần viên đạo quân chính là một đầu thần vượng đắc đạo về sau bái nhập bách binh sơn hỏi tu hành cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả trở thành một đời vô địch đạo quân cũng chính bởi vì thần viên đạo quân hắn xuất thân từ yêu tộc cho nên hắn trở thành đạo quân sau đó niệm tình tại yêu tộc cho nên thường trực đàn giảng đạo đưa tới các lộ yêu vương đến đây nghe đạo không ít chim bay cá nhảy hoa và cây cảnh cây cối từng đạt được qua thần viên đạo quân điểm hóa cuối cùng tu sĩ luyện thành yêu tộc đại năng cũng là theo thần viên đạo quân thời đại kia lên Bách binh sơn đệ tử rất nhiều là xuất thân từ yêu tộc, thậm chí xuất thân từ yêu tộc đệ tử có thể chiếm nửa phần giang sơn. Cái này cũng dẫn đến phồn hoa bách binh thành, thường thường có thể thấy rõ đến yêu tộc xuất nhập. Rất nhiều tu sĩ yêu tộc cũng đều nhau nhau lấy thần viên đạo quân làm ngạo. Lý thất giả cùng ninh trúc công chúa tiến nhập bách binh thành sau đó, đưa tới không ít người chú mục. đương nhiên, chú mục chính là tiêu điểm cũng không phải là lý thất giả, mà là ninh trúc công chúa lý thất giả tướng mạo thường thường lại làm sao có thể cùng biết dùng người chú mục đây mà ninh trúc công chúa liền không giống nhau nàng không chỉ có là mạo mỹ đi tới chỗ nào cũng có thể làm cho người sáng mắt lên là trọng yếu hơn là nàng khí chất trên người bất luận là lúc nào cũng có thể làm cho nàng có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác nàng muốn đê điều cũng không thể thiên sinh lợi chất kim chiên ngọc diệp người nào nhìn cũng sẽ thích cho nên trong đám người cũng có một chút tu sĩ cường giả nhận ra Ninh Trúc công chúa, hướng Ninh Trúc công chúa chào hỏi. Công chúa Điện Hạ, tại lý thất dạ hai người bọn họ tiến nhập Bách Binh Thành sau đó, có một thanh âm hô to, một thanh niên chạy thẳng tới, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa lúc, là đại hỷ. Người thanh niên này mặc một thân áo tơ trắng, nhưng áo tơ trắng chặt bó buộc, hiện ra hắn tinh tráng bắp thịt trắng chắc, cả người hắn mười điểm có tinh thần, tuy rằng không phải là cái loại này đắc ý phấn khởi thần thái, Thế nhưng hắn cái loại này sung mãn thần thái, để hắn lộ ra đặc biệt có cảm giác mạnh mẽ, tựa hồ hắn giống như là sơn một con báo. Người thanh niên này đeo một cây trường đao, trường đao có vẻ hơi phong cách cổ xưa, xem đao khoảng là có chút niên đại. Cả cây trường đao có một loại nhàn nhạt sáng bóng, tựa hồ chủ nhân của nó là mười điểm thích yêu, thường thường đánh bóng giống như vậy, thoạt nhìn lộ ra đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc. Như vậy một thanh niên đeo một cây trường đao đích thật là có một loại tinh thần phấn chấn bồng bột khí tượng giống như là sơ thăng mặt trời mới mọc người thanh niên này vừa thấy được ninh trúc công chúa chính là đại hỷ vui sướng tình chính là hết viết lên mặt không nghĩ tới ba năm trước đây từ biệt hôm nay dĩ nhiên có thể ở bách binh thành nhìn thấy công chúa điện hạ thực sự là vinh hạnh của ta người thanh niên này nhìn thấy ninh trúc công chúa thích vô cùng ninh trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu nói rằng lưu công tử đã lâu đạo hạnh lại tinh tiến chỗ nào chỗ nào người thanh niên này hai mắt nhìn ninh trúc công chúa không muốn dời giống như vậy đứng xem có chút si phục hồi tinh thần lại vội vàng nói là nói công tử điện hạ càng là mỹ lệ như thiên tiên để cho người ta vừa thấy lại cũng khó quên người thanh niên này coi như là rộng rãi lời ca tụng đều là nói ra lưu công tử khách khí ninh trúc công chúa thần thái bình tĩnh cũng không kêu cũng không kiêu ngạo, rất an tĩnh đi theo lý thất dạ bên cạnh. Vị thanh niên này vội vàng nói là nói, công chúa Điện Hạ vì sao mà đến đây? Chẳng lẽ cũng là là Bách Binh Sơn tổ ngọn núi dị động mà tới sao? Ta nghe nói, Bách Binh Sơn tổ ngọn núi dị động, kinh động không ít người. Không ít cường giả theo các nơi chạy tới, bởi vì Bách Binh Sơn tổ ngọn núi cùng tán kiếm vẫn vực có chút quan hệ, nói không chừng thời đại này tán kiếm vẫn vực sẽ ở bách binh sơn phụ cận xuất hiện nói đến phần sau người thanh niên này thấp giọng có vẻ hơi thần bí còn tờ nhìn một cái bốn phía tu sĩ cường giả thấp giọng nói rằng kiếm châu không ít trẻ tuổi thiên tài cũng theo các nơi chạy đến nếu là tán kiếm vẫn vực thực sự xuất hiện mọi người cũng đều muốn trước người một bước nhanh chân đến trước người thanh niên này hình như là hận không thể đem những gì mình biết tin tức mới nhất cũng nói cho ninh trúc công chúa lại tự hồ là tại tận lực đi khoe khoang mình một chút tin tức linh thông, lấy lấy lòng Ninh Trúc công chúa. Nói đến đây, người thanh niên này nói rằng, công chúa điện hạ nhưng là một cái người đến đây. Nếu là công chúa điện hạ muốn đăng tán kiếm vẫn vực, không bằng ta ngươi kết được như thế nào? Nhiều người sức mạnh lớn, dù sao, tán kiếm vẫn vực vừa ra, người người đều muốn đăng, e rằng thượng thần kiếm. Đa tạ Lưu công tử hảo ý ninh trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu cảm tạ từ từ nói ta là theo công tử chúng ta mà đến có việc khác xử lý nói hướng lý thất giả dạ đứng phía sau đứng vào lúc này người thanh niên này ánh mắt mới rơi vào lý thất giả dạ trên người lúc này mới phát hiện lý thất giả dạ tồn tại trên thực tế vị thanh niên này đến sau đó hắn cặp mắt vẫn luôn nhìn ninh trúc công chúa không có dời động một cái càng thêm không có đi chú ý tới lý thất giả dạ tồn tại tính là hắn sẽ thấy lý thất dạ thế nhưng trong mắt hắn lý thất dạ chẳng qua là phổ la đại chúng mà thôi căn bản là không đáng giá nhắc tới lại làm sao có thể cùng ninh trúc công chúa so sánh với đây hắn càng thêm sẽ không đi quan tâm lý thất dạ vị này chính là người thanh niên này cái này mới nhìn một chút lý thất dạ gặp lý thất dạ thần thái thường thường như vô danh tiểu bối hắn là một trong giật mình là ý bên ngoài không biết Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ là quan hệ như thế nào. Đây cũng là chúng ta Lý công tử. Ninh Trúc công chúa làm một cái đơn giản giới thiệu, công tử. Vị này chính là Kỳ binh tứ kiệt một trong Lưu Vũ Thương Lưu công tử. Nghe được Ninh Trúc công chúa giới thiệu, Lý Thất Dạ cười cười, khẽ gật đầu một cái. Trước mắt vị thanh niên này chính là hiện nay Tuấn Kiệt, nhân xưng Kỳ binh tứ kiệt một trong Lưu Vũ Thương, cũng có người xưng là Vũ Đao công tử. Kỳ binh tứ kiệt cùng Tuấn Ngạn thập kiếm nổi danh, duy nhất không đồng dạng như vậy là Tuấn Ngạn thập kiếm, đều là hiện nay kiếm châu 10 vị trẻ tuổi kiếm đạo cao thủ, mà kỳ binh tứ kiệt chỉ đúng là kiếm đạo ở ngoài 4 vị thiên tài trẻ tuổi. Kiếm châu lấy kiếm đạo xưng bá. Cho nên, kiếm đạo có 10 tuấn, mà kỳ binh chỉ có tứ kiệt, trong đó chênh lệch có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Mà Lưu Vũ Thương là kỳ binh tứ kiệt một trong Thắng quá mức thụ trẻ tuổi tu sĩ cường giả hoang nghênh, đặc biệt xuất thân từ tiểu môn tiểu phái cường giả hoặc tán tu, càng là đem lưu vũ thương nhìn là thần tượng của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận là tuấn ngạn thập kiếm còn là kỳ binh tứ kiệt, cái này tuổi trẻ thiên tài trong, không phải là xuất thân từ hiện nay môn phái mạnh mẽ nhất truyền thừa, đó cũng là xuất thân từ danh môn thế gia. Ninh trúc công chúa như vậy, hoàng bội kiếm nữ như vậy, đồng lăng như vậy, tinh xạ hoàng tử như vậy. Lưu Vũ Thương có thể nói là tại trẻ tuổi thiên tài giữa là số không nhiều xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, xuất thân hết sức thấp, thậm chí có thể cùng bất kỳ rễ cỏ tán tu so sánh với. Lưu Vũ Thương là xuất thân từ một kiếm thánh quốc xung quanh một môn phái nhỏ, nghe nói, hắn môn phái nhỏ đến lớn nhà cũng không có bất kỳ ấn tượng, thậm chí nói đến Lưu Vũ Thương, mọi người chỉ sẽ đàm luận bản thân hắn, sẽ không đi đàm luận hắn môn phái, có thể nghĩ hắn xuất thân môn phái là nhỏ yếu đến như thế nào tình cảnh nhưng, hết lần này tới lần khác xuất thân từ tiểu môn tiểu phái lưu vũ thương nhưng tu luyện ra một tay tuyệt thế đao pháp, để hắn ngạo thì thiên hạ, tại trẻ tuổi ít có đối thủ, xông ra uy danh hiển hách tên tuổi, nhân xưng vũ đao công tử. Cũng chính bởi vì lưu vũ thương có như vậy xuất thân, lại có thực lực cường đại như vậy, làm cho không ít tu sĩ trẻ tuổi tôn sùng, đặc biệt xuất thân rễ có tu sĩ càng là lấy hắn vẻ vang, lấy hắn làm ngạo bởi vì Lưu Vũ Thương xuất thân môn phái nhỏ chính là tại Mộc Kiếm Thánh Quốc xung quanh, tại trước đây thật lâu, Lưu Vũ Thương liền biết Ninh Trúc Công chúa. Có thể nói, vừa thấy Ninh Trúc Công chúa, Lưu Vũ Thương liền thật sâu thích Ninh Trúc Công chúa, cho nên mỗi một lần nhìn thấy Ninh Trúc Công chúa, hắn cũng không thể tự thoát ra được, đều muốn tìm cơ hội cùng Ninh Trúc Công chúa ở chung. Ngươi chính là cái kia Lý Thất Dạ, vừa nghe đến Ninh Trúc Công chúa giới thiệu sau đó. Lưu Vũ thương thoáng cái biết trước mắt vị này thường thường không có gì là nam tử là ai. Không phải là vị kia truyền thuyết rất may mắn chiếm được đệ nhất thiên hạ bàn tài phú bạo phát phú A. Hẳn không có những người khác gọi Lý Thất Dạ đi. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lưu Vũ Thương dĩ nhiên đối với Lý Thất Dạ không có hứng thú gì. Hắn nhìn Ninh Trúc công chúa, do dự một chút, nhẹ nhàng mà nói rằng, công chúa Điện Hạ, ngươi đây là. Lưu Vũ Thương cũng từng nghe nói qua Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ cược, thế nhưng, vừa nghe đến chuyện này lúc, Lưu Vũ Thương không để ở trong lòng, hắn nhận thức làm một người nhà giàu mới nổi, làm sao có thể cùng một kiếm thánh quốc công chúa Điện Hạ so sánh với đây. Chương 4039, Ngoại trừ tiền, hai bàn tay trắng. Tại Lưu Vũ Thương xem ra, lấy một kiếm thánh quốc thực lực, tuyệt đối có thể bãi bình lý thất dạ như vậy một cái nhà giàu mới nổi, huống chi, một kiếm thánh quốc phía sau còn có hại đế kiếm quốc đây. Cho nên nói, Ninh Trúc công chúa cùng lý thất dạ như vậy một hồi cược, vậy căn bản liền không tính là cái gì, cuối cùng nhất định là lý thất dạ tự mình thức thời không còn cầm chuyện này. Nhưng mà, không nghĩ tới, hiện tại Ninh Trúc công chúa dĩ nhiên thật là thu mất như vậy một hồi đánh cuộc sau đó, dĩ nhiên thực hiện trận này đánh cuộc ước định. Điều này làm cho Lưu Vũ Thương là trăm triệu chuyện không nghĩ tới. Mặc dù nói Ninh Trúc công chúa bị gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, để Lưu Vũ Thương trong lòng mười điểm cảm giác khó chịu, ở trong lòng thậm chí là đố kỵ Đạm Hải Kiếm Hoàng. Đố kỵ quy đố kỵ, thế nhưng Lưu Vũ Thương ở trong lòng vẫn là rất rõ ràng, lấy hắn thực lực, lấy xuất thân của hắn, lấy thiên phú của hắn cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng như vậy tuyệt thế vô song thiên tài so sánh với, hắn đích xác thì không bằng thậm chí là ảm đạm phai mờ. Lấy xuất thân, thực lực mà nói, bằng tim mà nói lời, Lưu Vũ Thương không thừa nhận cũng không được ninh trúc công chúa cùng đạm hải kiếm hoàng xác thực là hết sức xứng. Quản chi hắn là đố kỵ đạm hải kiếm hoàng, không thừa nhận cũng không được cái này một cái đám hỏi đích thật là không có gì có thể kén chọn. Nhưng mà, ninh trúc công chúa cùng lý thất giả dạ như vậy một cái sự tình, Lưu Vũ Thương sẽ không cho là như vậy, trong mắt hắn, Lý thất dạ chẳng qua là xuất thân thấp hèn vô danh tiểu bối, hắn loại này hạng người vô danh chẳng qua là một đêm bạo phát mà thôi. Luận thực lực, không có thực lực, không xuất thân không có xuất thân, luận thiên phú không có thiên phú, xem lý thất dạ như vậy một cái nhà giàu mới nổi, tại lưu vũ thương xem ra, ngoài trừ có mấy cái tiền dơ bẩn ở ngoài. Cái gì cũng sai, căn bản là không xứng với ninh trúc công chúa như vậy tuyệt thế tiên tử, chớ nói chi là để ninh trúc công chúa cho hắn làm nha hoàng, cái này căn bản là làm nhục Ninh Trúc Công Chúa. Cho nên, bây giờ thấy Ninh Trúc Công Chúa thật cầm đứng ở Lý Thất Dạ bên cạnh, điều này làm cho Lưu Vũ Thương cũng không thể tin được, càng là khó ở chỗ tiếp thu một sự thật như vậy. Công Chúa Điện Hạ, ngươi đây là cần gì chứ? Lưu Vũ Thương thật sâu hít thở một cái khí, vội vàng nói là nói, giải quyết việc này, phương pháp có trăm nghìn vạn chủng, Công Chúa Điện Hạ tội gì làm oan chính mình đây? Vào lúc này, tại Lưu Vũ Thương xem ra, Ninh Trúc công chúa chính là chịu khổ công chúa, nàng chỉ là thụ đổ ước chỗ kia mà thôi, hắn có hận không thể đem Ninh Trúc công chúa giải cứu ra anh hùng khí khái. Đa tạ Lưu công tử hảo ý. Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu, từ từ nói, Ninh Trúc mạnh khỏe. Ninh Trúc công chúa như vậy thần thái, để Lưu Vũ Thương cũng không khỏi là gấp gáp, vội vàng nói là nói, công chúa Điện Hạ chính là Kim Chi Ngọc Diệp lại làm sao có thể thụ như vậy cực khổ, bực này phàm phu tục tử, lại làm sao có thể xứng đôi công chúa Điện Hạ cao quý, công chúa Điện Hạ nếu là có cái gì khó lời chỗ. Có thể cùng ta lời, sông pha khói lửa, mưa thương không chối từ. Lúc này, nhìn Lưu Vũ Thương như vậy thần thái, đó là hận không thể hiện tại liền đem Ninh Trúc công chúa cứu ra, chỉ cần có thể cứu ra Ninh Trúc công chúa, hắn không tiếc đi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chém giết lý thất dạ, hắn đều không chối từ. Nói như vậy, cái gì mới có thể xứng đôi công chúa điện hạ đây? Nghe được Lưu Vũ Thương nói như vậy, Lý Thất Dạ không có tức giận, không khỏi nở nụ cười. Lưu Vũ Thương đối với Lý Thất Dạ vốn là không có hứng thú, huống chi bởi vì Ninh Trúc công chúa, trong lòng của hắn càng là thoáng cái cừu thị Lý Thất Dạ. Dù sao, hắn thấy là Lý Thất Dạ hãm hại Ninh Trúc công chúa, làm cho Ninh Trúc công chúa như vậy chịu khổ, như vậy bị nhục nhã, hắn không có chút đau tương hướng đã là mười điểm có hàm dưỡng. Lưu Vũ Thương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói rằng, công chúa Điện Hạ, chính là Kim Chiên Ngọc Diệp, chính là thiên tiên phong thái, nhân trung long phượng lại chỗ nào là ngươi bực này hạng người phàm tục có khả năng xứng đôi. Ngươi hôm nay tuy rằng đã thành đệ nhất thiên hạ phú hào, thế nhưng, ngoại trừ mấy cái tiền dơ bẩn, đó là cái gì cũng sai. Lưu Vũ Thương nói cũng là rất trực tiếp, hết sức xông tới. Trực tiếp cứng trắng khẩu khí, là là hoàn toàn không sợ đắc tội lý thất dạ. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay cười to, nói rằng, ngươi lời này, thật đúng là nói đúng, con người của ta, không có gì mau bệnh, liền là ưa thích nghe người khác nói với ta, ngươi người này, ngoại trừ mấy cái tiền dơ bẩn, liền hai bàn tay trắng. Dù sao, đối với như ta vậy nhà giàu mới nổi mà nói, ngoại trừ tiền, thật đúng là hai bàn tay trắng. Xấu hổ, con người của ta cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền, ngoại trừ có tiền tiêu không hết ở ngoài, những thứ khác thật đúng là cái gì cũng sai. Lưu Vũ Thương cũng không khỏi là ngẩn ra. Hắn lời vừa mới nói lời như vậy trực tiếp, như vậy xong tới, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ tức giận. Nếu như Lý Thất Dạ sẽ tức giận, hắn thật đúng là không sợ, hắn vừa đúng có cơ hội xuất thủ giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, mượn cơ hội như vậy đem Ninh Trúc công chúa cứu ra đây. Hiện tại Lý Thất Dạ dĩ nhiên không có chút nào tức giận, trái lại một bộ rất thích người khác mắng hắn ngoại trừ có mấy cái tiền dơ bẩn, những thứ khác hai bàn tay trắng. Quái thai như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thậm chí có vài phần ứng phó vô sách cảm giác. Lý Thất Dạ nói như vậy. Đem ninh trúc công chúa cũng làm cho tức cười, làm cho nàng cũng không nhìn được dáng tươi cười, xinh đẹp như vậy tuyệt thế dáng tươi cười, để lưu vũ thương đứng xem cũng không khỏi thần hồn điên đảo. Lưu Vũ Thương phục hồi tinh thần lại, thật sâu hít thở một cái khí, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, ngươi đã có như vậy tự biết tên, thì nên biết nên như thế nào làm, cùng công chúa Điện Hạ làm khó, chính là ngươi không cử chỉ sáng suốt, sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. Được rồi, không cần nói với ta giáo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói rằng, ta mấy cái này tiền dơ bẩn. Tùy thời có thể muốn mạng chó của ngươi, chỉ cần ta tùy tiện nói một tiếng ai có thể lấy ngươi mạng chó thưởng ba cái ức chỉ sợ ngày thứ hai chó của ngươi đầu liền đặt ở trước mặt của ta ngươi tin không ngươi lưu vũ thương nhất thời bị lý thất giả nói như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên hết sức không chịu nổi trong lòng hắn là coi thường lý thất giả như vậy nhà giàu mới nổi hắn thấy lý thất giả như vậy nhà giàu mới nổi ngoại trừ mấy cái tiền dơ bẩn những thứ khác chính là cái gì cũng sai chết người chính là hiện tại lý thất giả mấy cái tiền dơ bẩn thật là có mạnh mẽ như vậy uy lực lưu vũ thương chính hắn không thừa nhận cũng không được nếu như lý thất giả thật là ra ba cái ức chỉ sợ thực sự sẽ có người giúp lý thất giả giết hắn dù sao hắn xuất thân từ tiểu môn tiểu phái đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói chém giết hắn một điểm cố kỵ cũng không có đây chính là để lưu vũ thương rất cảm thấy nhục nhã chỗ xem thường hắn lý thất giả loại này nhà giàu mới nổi mấy cái tiền dơ bẩn nhưng mà, tại trong hiện thực lý thất dạ mấy cái tiền dơ bẩn lại có thể khiến người khác đầu rơi mà, cái này đối với hắn mà nói, là cỡ nào nhục nhã cùng tức giận sự tình. Niệm tình ngươi thành đạo không dễ, từ đâu tới đây, trở về nơi đó đi, thật tốt sống. Lý thất dạ nhẹ nhàng xua tay, phân phó một tiếng. Lưu Vũ thương tức giận đến run run, hắn thấy, lý thất dạ như vậy giọng điệu, như vậy tư thái, hoàn toàn là đối với hắn một loại trần truồng khinh thường một đồng. Ngươi quá tự cho là đúng, ta Lưu Vũ Thương cũng sẽ không bị ngươi mấy cái tiền dơ bẩn hù dọa ngược. Lưu Vũ Thương không khỏi nắm thật chặt chui đau, nói một cách lạnh lùng. Tuy rằng hắn lời nói như vậy, thế nhưng nói ra chính hắn không có mấy phần sức mạnh, hắn cũng không sợ Lý Thất Dạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ thực sự nguyện ý ra giá trên trời, xác thực là có người sẽ lấy tính mạng của hắn. Lưu công tử, đa tà hảo ý của ngươi. Ninh Trúc công chúa hướng Lưu Vũ Thương thật sâu không người chào thân, từ từ nói, "Ninh Trúc sự tình, không cần công tử quan tâm, Ninh Trúc mạnh khỏe." Nói, liền đi theo Lý Thất Dạ ly khai. Lưu Vũ Thương nhìn Ninh Trúc công chúa đi theo Lý Thất Dạ ly khai, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, thần thái hết sức khó xử. Cảm thụ như vậy, thật giống như tự mình nhất nữ nhân yêu mến, tự mình yêu mến nhất nữ thần lại cứ lựa chọn một cái đầu bóng mập não nhà giàu mới nổi vứt bỏ tự mình đi theo cái này nhà giàu mới nổi đi như vậy tư vị như vậy tâm tình đó là khó ở chỗ nói để lưu vũ thương rất lâu mà ngang bướng đứng ở nơi đó cuối cùng là thần thái hắn giọng ninh trúc công chúa đi theo lý thất dạ đi xa nàng hướng lý thất dạ không người nói rằng ninh trúc cho công tử mang đến quấy nhiễu là ninh trúc sai lầm không có gì sai lầm Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng, cũng là việc nhỏ mà thôi. Chuyện như vậy, Lý Thất Dạ căn bản là chưa để ở trong lòng, đương nhiên chưa nói tới là Ninh Trúc công chúa sai rồi. Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa đi tới nô bộc nói trong phòng đấu giá. Mà Đường Nguyên bán đấu giá vẫn động ở nơi đây, hơn nữa, không chỉ là Đường Nguyên, nhưng thật ra là Đường gia toàn bộ sản nghiệp cũng động ở nơi đây vỗ bán. Chỉ bất quá, Đường gia toàn bộ sản nghiệp ngoại trừ đường nguyên cùng vài tòa cổ phòng ở ngoài không có những thứ khác đáng giá vật đơn giản là đóng gói bán ra mà thôi về phần đường gia tử tôn sớm rồi rời đi đường nguyên đổi là không có tại chính mình tổ phòng cư ngụ đường gia tử tôn sớm tại mấy đời trước cũng đã dọn vào bách binh thành hoàn toàn ở bách binh thành định cư hiện tại chủ nhà họ đường đem đường gia toàn bộ sản nghiệp đóng gói bán ra không phải là muốn kiếm cái giá tốt vì mình cùng hậu thế mưu một cái tốt sinh tồn điều kiện mà thôi trên thực tế chuyện như vậy cũng không ít phát sinh qua tự lấy bách binh sơn quản lý hạt phạm vi mà nói một phần thực lực suy nhược thế gia môn phái bọn họ vô lực bảo toàn hoặc kinh doanh tự mình tổ truyền sản nghiệp hoặc lãnh thổ lúc bọn họ sẽ đem những này lãnh thổ sản nghiệp bán ra cho những người khác càng nhiều hơn chính là bán ra cho bách binh sơn kể từ đó bách binh sơn vô cùng nhiều thổ địa lãnh thổ cùng với sản nghiệp đều là theo suy sụp môn phái thế gia trong tay mua mua lại. Đường gia cũng giống vậy muốn đem mình đường nguyên cùng nhỏ bé sản nghiệp bán cho Bách Binh Sơn. Đáng tiếc, Bách Binh Sơn ghét bỏ đường gia ra giá rất cao, hơn nữa đường nguyên cũng là 10 điểm cằn cỗi, mua lại không có gì giá trị, cho nên không có mua ý đồ. Đối với đường gia mà nói, cái này cuối cùng là một cái tổ nghiệp, thế nào đều muốn mua một cái tốt giá, cho nên, một mực treo đang đấu giá đi ra bán. Chỉ bất quá, đối với rất nhiều người mà nói đường nguyên như vậy căng cỗi căn bản cũng không đáng giá cái giá tiền này làm cho đường nguyên một mực không có bán đi 10 triệu đáng giá cái giá tiền này a à? thấy đường nguyên chỗ bán ra giá nên trúc công chúa vừa nhìn cũng không khỏi nói thầm một tiếng dù sao nàng là tự mình đi đường nguyên lấy tiêu chuẩn ánh mắt để cân nhắc lời như vậy càng cỗi suy sụp giá đi mua như vậy bình nguyên xác thực là không đáng 4040, nói giá đi. 10 triệu giá, đừng nói là đối với cá nhân, coi như là đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, vậy cũng là một bút số lượng lớn, dù sao, không phải người nào đều là lý thất dạ, không giống làm là đệ nhất thiên hạ phú hào lý thất dạ vậy, thì lớn một chút sự tình đều có thể đập vào mấy chục triệu thậm chí là hơn ức. Nếu như nói 10 triệu giá, đổi chỗ tốt, có thể còn có thể bán được, thế nhưng, đối với Đường Nguyên Lai nói Đừng nói là 10 triệu, 300 vạn đều bị người ghét bỏ quá đắt. Hai vị đạo hữu là muốn đến mua ta đường gia sản nghiệp sao? Tại Lý Thất Giả dạ cùng Ninh Trúc công chú mới vừa xem đường nguyên treo bán nhãn lúc. Liền có một ông lão lửa cháy khẩn cấp mà chạy tới. Lão giả này một thân áo xám, tóc xám trắng, tuy rằng ăn mặc tinh tế thể diện, nhưng chưa nói tới cái gì xa hoa phú quý, vừa nhìn ngày cũng không thấy đến cỡ nào dễ chịu có thể đây cũng là nhà đạo suy sụp nguyên nhân đi. Tại Hạ là là đường gia thứ 586 đời gia chủ, hai vị là dự định mua chúng ta toàn bộ sản nghiệp, còn chỉ là mua một phần nhỏ đây. Lão giả này một chạy tới, mặt tươi cười, hết sức nhiệt tình. Lão giả này, chính là đường gia gia chủ, hắn vừa nghe đến nô bộc hồi báo lúc, chính là trước tiên chạy tới, thậm chí là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hiện tại hắn nói còn thở dốc đây, có thể nhìn ra được, vì trước tiên chạy tới hắn là cỡ nào liều mạng cái này cũng không trách đường gia gia chủ dù sao bọn họ đường gia sản nghiệp đã treo đan đấu giá sân nhiều lâu lắm rồi một mực đều không bán được thậm chí là ít có người hỏi thăm hiện tại thật vất vả gặp một cái hứng thú người mua hắn có thể bỏ qua như vậy đại thời cơ tốt a à? không sai công tử chúng ta đối sản nghiệp của các ngươi có điểm hứng thú ninh trúc công chúa thay lý thất giả nói mở miệng trả giá nói rằng chỉ bất quá, các ngươi đường nguyên như vậy càng cỗi. Coi như là đóng gói treo 10 triệu, cũng không tránh khỏi là quá cao đi. Giá dễ thương lượng, dễ thương lượng. Đường gia gia chủ vội vàng là mặt tươi cười, hết sức nhiệt tình, nói rằng, chỉ cần giá hợp lý, chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện nha, rồi hãy nói, chúng ta toàn bộ đường gia sản nghiệp đóng gói, vậy cũng có thể nói là hết sức dày, hơn nữa, khoản giao dịch này thủ hoàn thành, còn phụ tặng mười mấy nô bộc. Đây là một bút 10 điểm có lời buôn bán. Nói là nói như vậy, trên thực tế, bất luận là đối với Đường gia gia chủ mà nói, còn là thông thường tu sĩ cường giả mà nói. Cái gọi là phụ tặng mười mấy nô bộc, vậy cũng là thứ không đáng tiền. Tại bao nhiêu tu sĩ trong mắt cường giả, phàm nhân chẳng qua là như con kiến hôi thông thường tồn tại mà thôi. Đối với chủ nhà họ Đường mà nói, hắn cùng với cổ trong viện nô bộc cũng không có bất kỳ cảm tình gì bọn họ đường gia mấy đời người trước liền sớm dời vào bách binh thành đường nguyên những thứ này sản nghiệp chẳng qua là bọn họ muốn bán của cải lấy tiền mặt gia sản mà thôi còn cổ viện nô bộc ở trong mắt bọn hắn vậy cũng xác thực là dường như con kiến hôi cho nên phụ tặng mười mấy nô bộc vậy căn bản không tính là cái gì sự tình cụ thể giá trị gia chủ chính ngươi là rõ ràng lý thất giả không có mở miệng mà ninh trúc công chúa là lý thất giả trả giá Ninh Trúc công chúa tuy rằng là công chúa cao quý, kim chiên ngọc diệp, trên thực tế, nàng cũng không phải là cái loại này nuông chiều từ bé dễ hỏng công chúa, nàng không chỉ có là thông minh, hơn nữa trải qua không ít những mưa gió. Hai vị kia khách nhân muốn muốn thế nào giá tiền đâu? Chủ nhà họ đường không khỏi xoa xoa tay, nói rằng, nếu như hai vị khách nhân, thành tâm muốn mua, ta cho hai vị khách nhân để lợi một cái, 800 vạn như thế nào? Cái này đã khá hào phóng ta một hơi để lợi 200 vạn, hai vị khách nhân cảm thấy thế nào đây? Trên thực tế, đường nguyên sản nghiệp căn bản cũng không đáng giá 10 triệu, chẳng qua là hư báo giá quá nhiều mà thôi. Hiện tại chủ nhà họ đường vừa nói như vậy, nghe làm cho lợi rất nhiều giống như vậy, trên thực tế, căn bản cũng không có chuyện như thế, hắn trước kia hướng Bách Binh Sơn báo giá 500 vạn, Bách Binh Sơn không thèm để ý hắn. Đối mặt chủ nhà họ đường báo giá, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, mà Ninh Trúc công chúa không khỏi lắc đầu. Nếu như, nếu như hai vị khách nhân thực sự muốn, chúng ta một ngụm giá cả. 500 vạn, 500 vạn, cái này đã không thể lại thiếu. Chủ nhà họ Đường cắn răng một cái dáng dấp, vẻ mặt đau khổ, nhìn hắn dáng dấp, hình như là xuất huyết nhiều, muốn lỗ vốn đại bán phá giá giống như vậy, hắn vẻ mặt đau khổ nói rằng, 500 vạn, đây đã là rẻ tiền đến không thể lại giá tiền thấp đây đã là để cho ta nhóm đường gia bệnh thiếu máu đại bán phá giá, bán sau đó, ta đều không mặc mũi trở lại hướng người nhà làm dặn dò. Vào lúc này, chủ nhà họ đường hát lên khổ tình làm trò. Ninh Trúc công chúa cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, nếu như 500 vạn có thể bán được. Gia chủ cũng không cần treo cho tới hôm nay, nếu như gia chủ nguyện ý, công tử chúng ta nguyện ý ra 100 vạn. Ninh Trúc công chúa cũng là hung ác, vừa mở miệng, liền chính là chém giá gấp 10 lần, vậy đơn giản giống như là đại đao chém đến giống nhau. Một trăm vạn, Ninh Trúc công chúa cái này vừa dứt lời xuống tới, chủ nhà họ đường liền một hơi nhảy dựng lên, đem thanh âm kéo cao, thét chói tai, xem gà trống tiếng thét chói tai giống nhau, nói rằng, một trăm vạn, đùa gì thế, ta đường nguyên mấy ngàn dặm rộng, ngươi, ngươi, ngươi một trăm vạn đã nghĩ mua, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không bán. Không bán nói, đem đầu đông đưa như rút chạy cổ giống nhau. Nếu là ngươi chịu bán, chúng ta tin xạ quốc tra 200 vạn như thế nào? Một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên, nói một cách lạnh lùng. Vào lúc này, chỉ thấy một thanh niên tại một đám người vây quanh bên dưới đi đến, thần thái lãnh ngạo, nhìn quanh ở giữa, có bao quát bát phương thế, bị người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này đi tới người, chính là xuất thân từ hải đế kiếm quốc quản hạt ở dưới tinh xạ quốc hoàng tinh xạ hoàng tử ngày đó tại tới thánh thành lúc tinh xạ hoàng tử có thể nói là tại lý thất dạ trong tay chịu không ít vị đắng đặc biệt cuối cùng bị tiếng tam cường quốc bay lúc vậy càng là đánh nát hắn một ngụm hàm răng để hắn bị trọng thương đối với tinh xạ hoàng tử mà nói hắn lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này hắn không phải là phải báo thù này không thể tinh xạ hoàng tử đi sau khi đi vào ánh mắt theo lý thất dạ cùng ninh trúc công chúa trên người đảo qua một cái, sau đó đối ninh trúc công chúa liền ông quyền, nói một cách lạnh lùng, ninh trúc công chúa, đã lâu. Không hề nghi ngờ, lúc này tinh xạ hoàng tử thái độ xảy ra biến hóa rất lớn, tại thời điểm trước kia, quản chi tinh xạ hoàng tử cùng ninh trúc công chúa cùng là tuấn ngạn thập kiếm. Hắn cũng có cung kính gọi ninh trúc công chúa một tiếng công chúa điện hạ, dù sao, ninh trúc công chúa cùng đạm hải kiếm hoàng có hôn ước, chính là hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Thế nhưng, hiện tại nhưng không giống nhau, nên Trúc công chúa đã hủy bỏ cái này một cái liên kết cái cọc, trở thành lý thất dạ bên người nha hoàng, cái này đương nhiên sẽ không để cho hắn coi trọng một chút. Đối với tinh xạ hoàng tử thái độ chuyển biến, Ninh Trúc công chúa không có tức giận, rất bình tĩnh gật đầu, nói rằng, đã lâu. Đường gia chủ, chúng ta tinh xạ quốc đối với ngươi khối này thổ địa có hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý bán, chúng ta liền lập tức trả tiền. Tinh xạ hoàng tử lúc này dáng dấp cao ngạo, lúc này không để ý tới ninh trúc công chúa, lý thất dạ, một bộ muốn bắt bên dưới đường gia khối này thổ dáng dấp. Vào lúc này, không chỉ có là tùy tùng tinh xạ hoàng tử mà đến tu sĩ cường giả, chính là phòng đấu giá những người khác cũng nhìn ra được, tinh xạ hoàng tử đây là nói rõ cùng lý thất dạ trở ngại. Ngươi, ngươi, ngươi chính là người trong truyền thuyết kia đệ nhất phú hào, lý công tử vào lúc này chủ nhà họ đường mới biết được lý thất dạ thân phận hắn đều không có nghe tiếng tinh xạ hoàng tử lời hai mắt thoáng cái chiếu sáng chủ nhà họ đường cũng nghe qua liên quan đến lý thất dạ nghe đồn hắn cũng đã nghe nói qua lý thất dạ xuất thủ cực kỳ lớn phương thậm chí hắn đã từng nghĩ tới tự mình mau toại tự đề cử mình đem mình đường nguyên bán cho hắn bán một cái tốt giá không nghĩ tới hắn còn không có đi tìm lý thất dạ Lý thất dạ dĩ nhiên là đã tìm tới cửa. Đúng là chúng ta công tử. Lý thất dạ không trả lời, mà ninh trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Bị bỏ qua tinh xạ hoàng tử sắc mặt liền khó coi, hắn rõ ràng báo một cái giá tiền cao hơn, chủ nhà họ đường dĩ nhiên bỏ quên hắn. Cái này có thể để cho hắn mặt mũi treo được A. À? Chủ nhà họ đường, tà năm 250 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh xạ hoàng tử thật sâu hít thở một cái khí, Trầm giọng nói, tuy rằng tinh xạ hoàng tử cũng không có trống giận, thế nhưng, thanh âm của hắn chính là lấy công lực đưa ra ngoài, như hồng chung giống như vậy, chấn đắc người hai tay vang lên ông ông. Nên Trúc công chúa có thể không nhìn không manh mối a. À? Nàng lạnh nhạt nói, ngươi muốn cùng công tử chúng ta cướp khối này thổ địa mà a. À? Ngươi hay là thôi đi, nên Trúc công chúa lời này cũng không có khinh bỉ hoặc coi thường tinh xạ hoàng tử ý tứ. Ninh trúc công chúa có thể không rõ tin xạ hoàng tử cử động lần này chính là tự rước lấy nhục a à. nàng cũng chỉ là thuận miệng khuyên một tiếng mà thôi ninh trúc công chúa vốn là hảo ý nghe được tin xạ hoàng tử trong tai vậy lộ ra chói tai hắn nói một cách lạnh lùng ninh trúc công chúa chúng ta hãy đế kiếm quốc sự tình không cần ngươi quan tâm ngươi cùng chúng ta hãy đế kiếm quốc không quan hệ cho nên ngươi còn là câm miệng đi không hề nghi ngờ Tinh xạ hoàng tử cái này không chỉ là hướng về phía lý thất giả tới, cũng là ý định cùng ninh trúc công chúa trở ngại, có ý định nhục nhã ninh trúc công chúa. Ninh trúc công chúa không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Thế nào, muốn so sánh với ta có tiền sao? Vào lúc này, lý thất giả lúc này mới lười biến vương người một cái, xem xét tinh xạ hoàng tử một cái, lạnh nhạt nói, giống như ngươi vậy nghèo kéo sợi, thức thời, liền ngoan ngoãn một bên lạnh mau đi đi, không muốn tự tìm hắn nhục, miễn cho ta vừa mở miệng, ngươi cũng không dám tiếp. Lý thất giả cái này vừa nói, đó chính là triệt để kích thích tinh xạ hoàng tử, hắn chính là hải đế kiếm quốc đệ tử thiên tại một trong, tinh xạ quốc hoàng tử, thân phận là bực nào cao quý, đặt ở kiếm châu bất kỳ chỗ nào. Vậy cũng là mười điểm tôn quý nhân vật. Hiện tại tại lý thất giả trong miệng dĩ nhiên thành nghèo kéo sợi như vậy a à cực kỳ xưng hô, điều này làm cho tinh xạ hoàng tử có thể chỗ nào đến bên dưới khẩu khí này à khinh người quá đáng vào lúc này cùng tinh xạ hoàng tử cùng đi tu sĩ cường giả cũng vì đó căm giận bất bình tinh xạ hoàng tử sắc mặt đỏ lên cầm tức lý thất dạ lớn tiếng nói rằng vậy ngươi liền báo giá đừng tưởng rằng người trong thiên hạ chỉ ngươi có tiền một cái ức lý thất dạ đưa ngón tay ra hời hợt nói rằng ta báo giá một cái ức ngươi cùng a à? Chương 4041, Bác Tý Hoàng Tử Trong khoảng thời gian ngắn, tinh xạ hoàng tử sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cả người bị đến mức nói không ra lời. Một cái ức, ở đây tu sĩ cường giả nghe thấy dạng báo giá, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người nào đều biết, chủ nhà họ đường treo 10 triệu, đều đã là hư giới, cái giá tiền này phương người nào đều biết là quá bất hợp lý, cho nên cho tới nay cũng không có người muốn chủ nhà họ đường biết mình như thế một khối phá địa phương căn bản là bán không tới 10 triệu chớ nói chi là một triệu hiện tại lý thất dạ vừa mở miệng liền báo giá một triệu đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp cái này thực sự muốn móc một cái ức mua đường nguyên như vậy một cái phá địa phương a à. trẻ tuổi có tu sĩ nghe được nói như vậy cũng không khỏi nói thầm một tiếng đối với lý thất dạ tài phú hoàn toàn là không có khái niệm. Không nhìn hắn là ai? Hắn là đương kim thiên hạ đệ nhất phú hào, riêng là đạo quân cấp bậc hỗn độn tinh bích, hắn đều có vạn ức nhiều, chính là chút tiền lẻ này, liền chính trâu mất sợi lông cũng không tính, vậy đơn giản chính là hằng hà sa số một viên mà thôi. Có đối lý thất gia tài phú có rất rõ ràng khái niệm cường giả không khỏi là cười khổ một cái nói rằng. Vào lúc này, chủ nhà họ Đường không chỉ có là hai mắt chiếu sáng hắn thậm chí là thường hưng phấn đánh run một cái hắn đều không để ý tới thất thố quát to một tiếng nói rằng một cái ức thật là một cái ức a à. dù sao đối với chủ nhà họ đường mà nói 10 triệu đều đã là hư cao lại hư cao hắn ở trong lòng căn bản cũng không có nghĩ tới tự mình khối kia phá địa mới có thể bán 10 triệu chớ nói chi là một cái ức hiện tại lý thất giả báo ra một cái ức lại giá cả đối với đường gia gia chủ mà nói vậy đơn giản liền trên trời rơi xuống bánh thoáng cái đem hắn cho đập bất tỉnh như vậy kinh hỉ có thể nói là đập đến hắn thất điên bác đảo mắt nổ đom đóm vậy thì ngươi hỏi hắn có theo hay không lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng nếu như hắn cùng nói không chừng có thể giá tiền cao hơn chủ nhà họ đường theo trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại vội vàng là đối tinh xạ hoàng tử nói rằng hoàng tử điện hạ lý công tử đã báo một cái ức ngươi còn cùng a à? tinh xạ hoàng tử là sắc mặt tái xanh trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời bị tức giận đến rung lập cập bị nghẹn đến độ muốn không thở nổi hắn vốn là hướng về phía lý thất giả dạ cùng ninh trúc công chúa mà đến vốn là muốn cùng lý thất giả dạ trở ngại không nghĩ tới ngay từ đầu đã bị lý thất giả dạ tới một hạ mã uy chết người chính là hắn vẫn không có thể lực phản kích hiện tại lý thất giả dạ báo giá một cái ức điều này làm cho hắn thế nào phản kích đổi lại người khác có thể khẩu xuất cuồng ngôn, móc không ra cái này một cái ức. Chết người chính là, lý thất dạ lại cứ có thể móc cho ra cái này một cái ức, trái lại, là chính hắn móc không ra một cái ức. Nếu như nói, liền mấy triệu giá, đối với tinh xạ hoàng tử mà nói, khẽ cắn môi, vậy hay là có thể móc được đi ra, dù sao, hắn tốt xấu là tinh xạ quốc hoàng tử. Thế nhưng, một cái ức, vậy hắn thật sự chính là móc không ra được, hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, tính là hắn liều mạng mạng nhỏ, không phải là phải xả cơn giận này, chấp vá lung tung xuất ra như thế một cái ức lời, dùng như vậy giá trên trời mua đường nguyên như vậy một cái phá địa phương, chỉ sợ bọn họ tin xạ hoàng thất lão tổ tiên trừng trị hắn một trận. Ai, không có tiền, cũng không cần xính anh hùng. Lý thất già thản nhiên mà nở nụ cười, nói rằng, chỉ ngươi cái này nghèo dạng, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta run run. Các ngươi tin xạ quốc như vậy một cái bần cùng phá địa phương, không làm được ta một hơi đem mua lại ngươi 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 tinh xạ hoàng tử thiếu chút nữa bị lý thất giả tức giận đến thổ huyết toàn thân run, run run cầm tức lý thất giả bị tức đến nửa ngày nói không ra lời ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau mọi người cũng đều cảm thấy lý thất giả quá phách lối quá kiêu ngạo vấn đề là hắn lại cứ là thiên hạ kia đệ nhất phú hào nhiều tiền đến tiêu không xong hoàn toàn là có thể dùng tiền đập chết người cái loại này cho nên hắn cao tới đâu điều quá kiêu ngạo vậy cũng để cho người ta không biết làm thế nào một cái ức lý công tử một cái ức báo giá còn hữu hiệu a à. vào lúc này chủ nhà họ đường không không đi để ý tới tinh xạ hoàng tử hắn vội vàng là hướng lý thất giả lấy lòng hỏi nếu là bình thường chủ nhà họ đường nhất định sẽ trước lấy lòng tinh xạ hoàng tử thế nhưng hiện tại không giống nhau một cái ức buôn bán liền mở ở trước mắt như vậy giá trên trời có thể nói là để hắn tử tôn áo cơm không lo hắn như thế nào sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt trời ban đây đương nhiên là trước thật tốt lấy lòng lý thất dạ rồi hãy nói ta lời lúc nào thất tính qua lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười tùy ý nói rằng một cái ức liền một cái ức tiền lẻ mà thôi có ai cùng giá cả ta cũng vui vẻ phụng bồi đúng là là Lý Công Tử dạy phải, Lý Công Tử lời, chính là lời hay ngọc huấn. Vào lúc này, đối với chủ nhà họ đường mà nói, để hắn làm tôn tử vậy cũng nguyện ý, xem ở một cái ức trước mặt, có chuyện gì không thể đây. Có cái nào vị đại nhân muốn cùng một cùng giá A? À? Đương nhiên. Chủ nhà họ đường hy vọng có người cùng Lý Thất Dạ khiên vừa nhất giá. Thế nhưng, theo chủ nhà họ đường ánh mắt một cái vọng, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi là trầm mặt, không có bất kỳ người nào ra giá ô đường gia khối này phá địa phương căn bản cũng không đáng giá số tiền này, cho dù có người muốn cùng Lý Thất Giả dạ khiên vừa nhất giá, vạn nhất chính bọn nó đem giá nâng lên, Lý Thất Giả dạ không cùng, đây chẳng phải là bọn họ lấy giá trên trời mua như thế một khối phá địa phương, càng chết người chính là, chỉ sợ bọn họ tự mình móc không ra nhiều như vậy. Tiền. Lý Công tử, không có những thứ khác đạo hữu tăng giá, hiện tại lên, đường gia sản nghiệp đều thuộc về lão nhân gia ngươi, từ nay về sau không gọi nửa đường nguyên, phải gọi lý nguyên. Chủ nhà họ đường vội vàng là đối lý thất giả nói rằng, ta hiện tại lập tức liền cho công tử ngươi làm giao hàng thủ tục. Vào giờ khắc này, chủ nhà họ đường dáng tươi cười giống như là nở rộ đóa hoa, đó là nói nhiều sáng lạng liền có nhiều sáng lạng, hắn đó là hận không thể quỳ xuống kêu ba ba. Một cái ức, đối với chủ nhà họ đường mà nói, vậy đơn giản chính là một bút thiên hàng hoành tài vậy đơn giản để hắn ở trong mơ cũng sẽ muốn cười chuyện tốt như vậy một phen phát tài đối với hắn mà nói dường như nằm mơ giống nhau có thể không để hắn vui mừng a à. vào lúc này đối với chủ nhà họ đường mà nói đó là có nhiều mỹ tư tư liền có nhiều mỹ tư tư bách binh sơn bên trong sản nghiệp lại chỗ nào có thể bán cho ngoại nhân đây liền tại chủ nhà họ đường làm mộng đẹp lúc một câu nói giống như một chậu nước lạnh giống nhau đổ xuống thoáng cái tưới tắt chủ nhà họ đường mộng đẹp vào lúc này, chỉ thấy một thanh niên đi vào phòng đấu giá, người thanh niên này vượng thủ nhân thân. Mặc một thân tơ vàng áo giáp, thân có bát tí, cả người thoạt nhìn là uy phong lẫm lẫm, như là dũng mãnh thiện chiến thần viên, tự như lúc nào cũng có thể chinh chiến thập phương, hắn cất bước đi tới, dưới chân chính là hổ hổ sanh phong. Bác tí hoàng tử tới. Thấy cái này thân có bác tí vượng thủ nhân thân thanh niên, có người không khỏi hét to một tiếng bách binh sơn bác tý hoàng tử nha thấy người thanh niên này rất nhiều trẻ tuổi cũng không khỏi là tháng phục một tiếng vào lúc này không ít thủ bách binh sơn quản hạt môn phái tu sĩ đệ tử cũng đều nhao nhao hướng cái này bác tý yêu tộc thanh niên chào hỏi bác tý hoàng tử cái này có thể nói là bách binh sơn chính thống nha có tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi là cảm giác khái thế hệ trước cường giả cũng không khỏi gật đầu nói rằng không kém bao nhiêu đâu bác tý hoàng tử xuất thân từ thần viên quốc, chính là thần viên quốc hoàng tử, thần viên quốc chính là bách binh sơn yêu tộc số lượng lớn, càng là thần viên đạo quân sau đó, có thể nói là huyết thống đường hoàng cao quý. Nghe nói, bác tý hoàng tử đạt được bách binh sơn rất nhiều lão tổ, trưởng lão giúp đỡ, hắn rất có thể trở thành bách binh sơn truyền nhân. Cũng có tám binh sơn bên trong tu sĩ cường giả mười điếm bác quái nói. Bác tý hoàng tử, có thể nói là căn chính mầm hồng, hắn xuất thân từ thần viên quốc mà thần viên quốc chính là bách binh sơn phục hưng chi chủ thần viên đạo quân sáng chế kiến tại hiện nay thần viên quốc chính là bách binh sơn yêu tộc số lượng lớn nắm giữ bách binh sơn quyền hành mà bách binh sơn trưởng môn sư ánh tuyết thì là xuất thân từ bách binh đạo quân mạch này cũng là bách binh sơn đại mạch chỉ bất quá tại làm nay thế hệ trẻ bách binh sơn rất nhiều lão tổ trưởng lão cũng giúp đỡ bác tý hoàng tử cái này cũng làm cho bác tý hoàng tử bị rất nhiều người cho rằng là bách binh sơn tương lai truyền nhân bác tý hoàng tử tu luyện thần viên đạo quân vô địch công pháp bác bảo khai thiên công cho nên hắn kế thừa bách binh sơn đế vị đó cũng là bình thường sự tình có cường giả cảm khái nói rằng bác tý hoàng tử tu luyện bác bảo khai thiên công chính là thần viên đạo quân sáng chế vô địch công pháp cũng là bách binh sơn một đại tuyệt học cho nên bác tý hoàng tử tương lai có thể kế thừa đế vị cũng là đạt được bách binh sơn không ít lão tổ trưởng lão chỗ nhận đồng hoàng tử điện hạ bác tý hoàng tử lời có thể nói là một chậu nước lạnh tưới vào chủ nhà họ đường trên đầu hắn phục hồi tinh thần lại hướng bác tý hoàng tử một không người đường gia chủ cuộc mua bán này không thể giao dịch đường nguyên là lạ ở bách binh sơn quảng hạt không thể bán cho ngoại nhân bác tý hoàng tử trầm giọng nói chủ nhà họ đường liền không trăm lòng vội vàng nói là nói, hoàng tử điện hạ, tại ta trong trí nhớ Bách Binh Sơn không có điều này quy định, nếu là có, mời hoàng tử điện hạ đưa ra, quy định này xuất thân từ Bách Binh Sơn cái nào một cái tổ húng. Bị chủ nhà họ đường vừa nói như vậy, để bác tí hoàng tử không khỏi là biến sắc. Chủ nhà họ đường nói như vậy. Đó là đỉnh cầm quyền uy của hắn, thế nhưng, đối với chủ nhà họ đường mà nói, vào lúc này, hắn đã không để ý tới những thứ này. Bọn họ đường nguyên, thật vất vả gặp một cái người mua huống chi chính là lấy giá trên trời mua bọn họ đường nguyên hắn như thế nào sẽ bỏ qua đây hắn sẽ chết chết cũng bắt được đối với chủ nhà họ đường mà nói một cái ức tài phú hoàn toàn đáng giá hắn đi đắc tội bát tý hoàng tử huống chi hắn không có vi phạm bách binh sơn quy định bọn họ đường gia là thủ bách binh sơn quảng hạt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là bách binh sơn đệ tử đối với chủ nhà họ đường mà nói nếu như bọn họ đường nguyên bán một cái ức cùng lắm thì không lại tiếp tục đứng ở bách binh sơn chuyển sang nơi khác nắm giữ một cái ức đổi chỗ khác nối dõi tông đường cái này dù sao cũng hơn tử thủ đường nguyên như thế một khối phá địa phương mạnh hơn nhiều lắm là không có điều này tổ huấn bác tý hoàng tử trầm giọng nói nhưng việc này cũng là quan hệ bách binh sơn an nguy chỉ sợ không phải do chủ nhà họ đường một người định đoạt